Tiểu thuyết Công giáo. Quỷ xưng tội. Tác giả Ma Văn Liêu. Phần 2. Tối thứ bảy, cha Sở gọi tôi vào phòng để kể tiếp câu chuyện. Với tư thế nửa nằm nửa ngồi lưng tựa vào đầu giường, ngài kể chuyện bằng giọng yếu ớt như vừa mới trải qua một cơn đau còn thấm mệt. Tôi sợ mình chết trước khi kể hết mọi chuyện cho thầy nghe. Cho nên, tôi sẽ kể khi nào thấy có thể được, để thầy tường thuật hết lại cho đức cha sau khi tôi mất. Tôi lắc đầu nguầy nguậy theo quán tính, nhưng cha xua tay kịp chặn lại những lời tôi định nói. Chết là chuyện thường, con người ai cũng phải một lần bước qua. Bước qua với cung cách can đảm thì cái chết sẽ rụt rè, bước qua với tâm thái sợ hãi thì cái chết sẽ uy hiếp tinh thần chúng ta lắm lắm. Tôi để yên cho ngài nói. Cha Sở nói tiếp sau khi bảo tôi kéo ghế ngồi thật gần. Một lần khi ông lực lượng đến tòa cáo giải ở cuối nhà thờ nơi tôi đang ngồi, cũng vào lúc hoàng hôn nhá nhem tối như thường lệ, ông bảo: "Ngày mai chúng ta sẽ nhập vào xác cô gái ở cuối họ đạo ông, cô đó tên Bích, ông biết đó. Cô ta ít đi nhà thờ, sống lôi thôi gần như bỏ đạo." Tôi hỏi: "Để làm gì? Có phải để phát ngôn điều gì đó cho các ông hay không? Các ông có đủ quyền phép và uy vũ làm những việc lớn lao, sao lại chọn hoài cái cách vụn vặt thô thiển này để nói?" Ông lực lượng trả lời: "Chuyện gì có thể gọi là lớn và chuyện gì có thể gọi là vụn vặt? Nhiều chuyện hô hoán là lớn lao mà thực tế thì rất nhỏ, nhiều chuyện có vẻ vặt vãnh mà thật ra to đùng. Chúng ta không chê bỏ dịp lớn nhỏ nào để có thể chứng minh cho con người biết sự có mặt và sức mạnh của chúng ta." Tôi hỏi: "Các ông làm gì cũng phải có phép của Chúa, đúng không? Chẳng lẽ Chúa để con cái Chúa mặc cho các ông muốn làm gì thì làm? Sao?" Ông lực lượng có vẻ bực mình: "Chúa ban cho các người sự tự do, hàm nghĩa Chúa cũng cho chúng ta được quấy phá trong phạm vi tự do đó. Ông thắc mắc chi nhiều quá vậy?" Tôi không nao núng, hỏi thêm: "Nhưng phải nói, ai bị các ông mượn xác, sau đó cũng đều trở nên xác xơ thân thể đến là đau lòng. Chúa đầy lòng chắc ẩn lại cho phép cả điều đó xảy ra hay sao? Chúa nhân từ cả với các ông nữa chắc." Ông lực lượng trở mặt, đang bực bội lại vui vẻ trào lộng: ông khôn ngoan và lém lỉnh như một chính trị gia chứ có thua ai. Vậy mà giám mục và các linh mục trong hàng ngũ ông lại cứ tưởng lầm. Ông định khai thác ở chúng ta để hiểu thêm về Thiên Chúa nữa đấy. Tinh khôn phải biết." Tôi gật đầu thừa nhận. Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy nói chuyện với các ông tôi phải tận dụng chứ. Các ông buộc tôi làm việc cho các ông, tất phải trả lương. Bằng đó thôi có gì là quá đáng. Ông lực lượng vui vẻ thật sự: "Được rồi, tôi trả lời ông, Thiên Chúa dĩ nhiên đầy lòng trắc ẩn, Thiên Chúa đương nhiên là nhân từ, nhưng ông ấy luôn tôn trọng trật tự tự nhiên. Trong đó có luật đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu, ai hướng chiều về chúng ta là chúng ta đến với người ấy, ai có khuynh hướng với chúng ta thì chúng ta lui tới. Ai cầu chúng ta thì chúng ta giúp đỡ, thấy thế Thiên Chúa đau lòng lắm nhưng phải chấp nhận vì đó là trật tự tự nhiên. Ông ấy lập ra thì ông ấy tuân theo, chính con ông ấy xuống thế làm người bị dập vùi tơi tả, ông ấy vẫn không can thiệp. Vì con ông ấy gia nhập vào vòng luân của luật tự nhiên. Đã gia nhập vào luật tự nhiên sao còn rút ra bằng sự miễn trừ nào đó?" Tôi muốn hỏi thêm nhưng ông lực lượng phát tay tỏ cử chỉ không muốn nói về đề tài ấy nữa. Ông ta nói: "Ông đừng có mà giở trò trừ tà trên con bé Bích với chúng ta đấy nhé. Chỉ tổ vô ích thôi." Tôi im lặng không trả lời, nhưng cũng tránh cả suy nghĩ, sợ trong suy nghĩ sẽ để lộ ra toan tính, mà toan tính ấy ông lực lượng có thể biết được. Nhưng tôi không tài nào xua trí khôn nghĩ về điều khác được. Theo thói quen, tôi dục lòng cầu xin Đức Chúa Thánh Thần đến giúp sức. Bỗng trong nháy mắt, cái gì đó giống như một tia chớp xẹt nhanh qua đỉnh đầu tôi làm tôi như ngất xỉu trong tích tắc. Có thể ví mọi chuyện xảy ra gần giống như người ta bị điện giật. Hoàn hồn trở lại, tôi nhận ra không còn ông lực lượng ở đó nữa. Tôi mơ hồ thấy ông muốn lánh mặt đi thật lẹ khi Đức Chúa Thánh Thần ngự đến. Ngày hôm sau ông lực lượng lại đến. Ông cau có bảo tôi rằng hễ khi nào đang nói chuyện với ông thì đừng cầu nguyện. Đúng là ông ấy có dặn như vậy nhiều lần. Tôi thanh minh rằng do thói quen mỗi khi không kiểm soát được mình thì cầu nguyện. Ông lực lượng chấp nhận lời xin lỗi rồi từ đó không nhắc đến nữa. Cha Sở kết luận bằng một câu: "Thầy thấy đó, không phải khen họ, nhưng tôi thấy họ cư xử không tồi." Cha Sở kể tiếp sau một cơn ho dài làm tôi cảm thấy xót xa: "Thầy biết không, tôi là một đứa trẻ lì lợm lúc còn niên thiếu, là một chàng trai bướng bỉnh lúc thanh niên và là một người can cường lúc trung niên cho đến bây giờ. Đâu dễ cho ai muốn nói gì thì nói. Cho nên sau 3 ngày ăn chay và cầu nguyện như Chúa từng dạy trong phúc âm, sáng ngày thứ bảy tiếp theo sau đó,
theo lời yêu cầu của giáo hữu, đồng thời tự thấy không nên để trong họ đạo do mình coi sóc mất trật tự. Tôi muốn bất kỳ một biến cố dù lớn dù nhỏ hễ xảy ra trong địa hạt do mình coi sóc là giáo quyền, mình phải có ngay sự hướng dẫn cho giáo dân biết lối mà lần. Tôi vận áo các phép một mình tản bộ lên xóm trên cuối họ đạo để trừ tà. Khi tôi mới băng qua khoảng đất trống để bước đến chuồng bò nơi cô gái tội nghiệp tên Bích đang bị gia đình xích lỏng bằng lòi tói, cô gái đã nói oang oang với tôi. Ông cha đi về đi, đừng xía vô chuyện của chúng ta. Chúng ta đã thỏa thuận rồi kia mà. Tôi không tháo lui hoặc dừng bước, cứ đến cho thật gần cái đã. Cô gái tội nghiệp ăn vận một bộ cánh giờ đã rách dưới tả tơi và dơ bẩn vì phân bò dù vẫn còn lấp lánh chút nhan sắc. Tôi nói, các ông nên tôn trọng nhân phẩm, dù sao cũng. Cô gái tội nghiệp nói tiếp theo với kiểu nhẹ giọng đầy giễu cợt, là con cái của Chúa. Nói vừa dứt, cô gái tội nghiệp cười sặc sụa, nhưng trong tiếng cười ấy có chứa chút gì đó sắc lạnh độc dữ nghe đến nổi gai ốc phát rùng mình. Có đông người kể cả giáo dân đi theo và nấp sau lưng tôi có vẻ sợ hãi. Họ còn cho biết cô gái tội nghiệp ban ngày bốc ăn bất cứ thứ gì có chung quanh ở dưới đất, còn ban đêm thì thức trắng và chu chéo, đêm khuya ai nghe cũng kinh tâm tán đởm và sờn tóc gáy. Tôi suy nghĩ giây lát rồi bất chợt đưa ngay một đề nghị. Các ông tha cho cô gái đi. Cô gái tội nghiệp trả lời. Dễ như thế mà nói làm gì? Dễ như thế mà nói làm gì? Lại cười sặc sụa. Tôi thăm dò. Vậy tôi làm gì để các ông tha cho cô gái? Cũng chính miệng cô gái tội nghiệp đối đáp. Ông phải thực hiện ba điều kiện. Tôi hỏi. Là gì? Cô gái đáp. Một là ông không được giảng gì về đức bác ái trong vòng một năm. Tôi bình tĩnh. Các ông cứ nói tiếp đi. Hai là ông không được giảng gì về đức tin trong vòng một năm. Ba là bỏ ý định cổ suý lần chuỗi trong họ đạo. Tôi vặn vẹo. Trước khi tôi quyết định có đồng ý ba điều kiện đó hay không, tôi hỏi này. Những điều kiện lớn lao như vậy sao các ông không nói thẳng với tôi mà phải nói qua cô gái tội nghiệp? Các ông không biết rằng nói theo cái kiểu này khác nào các ông đang giảng và cổ vũ những điều vừa nói thay cho tôi. Mà xem chừng, còn thuyết phục hơn gấp bao nhiêu lần. Cô gái tên Bích tội nghiệp nghe đến đó liền trả lời. Chúng ta biết ông rất thương người, nên dùng cô gái này trận chẹt ông mới xong. Chúng ta dư biết những gì ông nói, nhưng lời ông nói bao giờ cũng được đón nhận nhiều hơn. Tôi im lặng một lúc rồi chấp nhận ba điều kiện trên. Vừa nghe tôi chấp nhận ba điều kiện, cô gái tội nghiệp ngồi phịch xuống góc chuồng bò thở hồng hộc. Tôi hiểu dấu hiệu ấy là gì, nên bình thản ra về. Mọi người kể lại rằng bắt đầu từ sau khi tôi rời bỏ chuồng bò, cô gái tội nghiệp bỗng từ từ dịu đi những dấu hiệu bất thường, bình lặng dần, một tuần sau thì trở lại bình thường. Sau sự kiện đó, giáo dân họ đạo chia làm hai phe với hai quan điểm. Một là tin cậy vào Chúa vì sợ ma quỷ, hai là sợ ma quỷ hơn sợ Chúa. Đúng là họ đã làm cho cha rối rắm và cực khổ thêm lên rất nhiều. Một cha sở có trách nhiệm không phải chỉ điều hành sinh hoạt cho họ đạo, nhưng quan trọng là phải biết quan sát, theo dõi, bắt mạch và thăm dò phần hồn của họ đạo mình, để kịp thời lo toan phòng chống hay bốc thuốc cứu chữa. Chính vì thế cha khuyên mọi người phải hướng về Chúa bằng bất cứ giá nào. Con cũng vậy nghe con. Tôi ngoan ngoãn dạ, rồi nhân tiện, tôi rụt rè nêu câu hỏi, bởi trong lòng cảm thấy rất thắc mắc. Thưa, tại sao cha lại chấp nhận ba điều kiện bất lợi ấy? Cha sở nhẹ nhàng đáp. Cha chấp nhận là vì tin rằng, hễ không giảng bằng lời nói, người ta vẫn còn có cách khác để giảng, đó là giảng bằng việc làm, tức dùng cuộc sống để nêu gương. Giảng bằng cách nêu gương lại còn tốt hơn gấp nhiều lần. Tôi vỡ lẽ, giảng bằng cách nêu gương thì ai cũng có thể giảng được. Tôi ra ngay một quyết tâm cho mình. Như đã nói, cha phó lớn bị thuyên chuyển nơi khác, một linh mục trung niên được sai đến thay chỗ để làm cha phó lớn khác. Tình hình trong họ đạo có hơi đổi mới nhờ sự thuyên chuyển này, ví dụ thánh lễ mỗi chiều được chăm chút hơn vì trước đây mải mê việc nhà trường, nên hai cha phó dâng thánh lễ vào các buổi chiều có phần vội vã và chiếu lệ. Ví dụ khác, số giáo dân theo phe hai cha phó để chống đối cha sở dần tan rã cho họ đạo trở lại bình an thở nào, cha sở được mọi người kính trọng và vâng lời trở lại. Cha phó lớn tuy không khéo léo trong việc quản trị trường học, không khéo léo trong việc giao tế với các tầng lớp trong xã hội liên quan đến giáo xứ, nhưng bù lại, theo nhận xét riêng của tôi, ngài khôn ngoan hơn cha phó lớn cũ qua tính cách trầm tĩnh, ôn hòa, đặc biệt là rất lịch sự. Những tính cách đó tương hợp với vẻ ngoài thấp người, hơi gầy, đầu hói, tóc quăn, đôi mắt trũng, sáng, luôn chứa một ánh nhìn dò xét và đặt nghi vấn. Sau khi ổn định chỗ ở, vị trí và công việc, cha phó lớn gọi tôi hỏi chuyện.
Tôi đơn sơ và chân thật trả lời hết mọi câu hỏi của ngài những gì mình nghe, thấy, biết và suy nghĩ. Nhưng sau đó, từ thái độ vui vẻ vô tư ban đầu, ngài dần thay đổi thành không còn vui vẻ như trước, mà luôn lạnh lùng và nghiêm khắc với tôi. Sau này tôi mới hiểu ra chính cha phó nhỏ đã khiến cho ngài coi tôi như tên gián điệp của cha sở. Vì vẫn làm việc chung và ăn chung với hai cha phó, nên tôi thường xuyên nhận được những lời nói và cử chỉ bóng gió xa xôi. Cứ tưởng với cha phó lớn này, tôi sẽ bớt đi cực nhọc, bớt bị đối xử thù nghịch, được giải tỏa đi những gánh nặng của nghi ngờ, định kiến. Nhưng không, những thứ đó giờ đây ngày càng trở nên nặng nề hơn một cách có hệ thống. Tôi đã dạy hai lớp tiểu học, thường trực dạy bù cho những lớp bất ngờ trống giáo sư bên bậc trung học. Nay lại phải dạy luôn môn công dân giáo dục cho tất cả các lớp đệ nhị cấp từ lớp đệ thất đến lớp đệ tứ, lớp 6 đến lớp 9 bây giờ. Trước đây tôi chỉ thuần lo việc dạy học, nay còn phải phụ việc cho văn phòng trong công tác tổ chức hồ sơ. Trước đây tôi chỉ lo việc giáo dục, nay lại còn phải làm những việc vặt vãnh của người tùy phái, gọi là người chạy giấy hay người dùng để người ta sai vặt cho các cha phó. Trước đây tôi chỉ chăm lo thánh lễ sáng và những công tác phụ giúp việc mục vụ của cha sở, nay phải phụ giúp luôn việc mục vụ của hai cha phó vào buổi chiều. Còn nữa, nhưng phiền nhất vẫn là không được ăn no trong các bữa ăn thường ngày, vì các cha phó luôn than phiền bị thất thu tiền trường, bị nợ học phí năm để các bữa ăn cứ mỗi ngày một kham khổ hơn. Thố cơm để trên bàn ăn dành cho ba người, hai cha phó và tôi, cứ vơi dần đi. Thời bấy giờ dâm gian trong giới các thầy giúp xứ, tức các đại chúng sinh sau khi học xong phân khoa triết học thì phải chịu 2 năm đi giúp xứ, gọi cho đúng là đi probation, nghĩa là đi thử, đi đến các giáo xứ để tập sự. Nhiều lời khuyên về phép lễ độ ăn điểm giáp bo với các cha, trong đó có một lời khuyên về cách ăn uống chung bàn với các cha sở, kể cả các cha phó trong các họ đạo mình đến giúp. Đó là, trong bữa ăn lẫn tiệc tùng, người nhỏ không được phép ăn lâu hơn người lớn, không được phép buông đũa sau người lớn, hay có nghĩa là không được phép để người lớn ăn xong còn phải chờ đợi mình để cùng ăn tráng miệng, hoặc để cùng đứng lên đọc kinh kết thúc bữa ăn. Cụ thể là trong bàn ăn có cha sở hay các linh mục nói chung, các thầy phải liệu ăn sao cho thật nhanh để kết thúc bữa ăn trước khi các ngài buông đũa. Nếu lỡ để các ngài xong trước, thầy giúp xứ phải liệu chấm dứt cho mau, không được ăn tiếp khi các cha đã thôi ăn. Vì nỗi phép lễ độ ăn điểm giáp bo trên cộng thêm nỗi ngán sợ ngấm ngầm hai cha phó, nên mỗi bữa ăn nếu nói về cơm, tôi chỉ ăn được vỏn vẹn một đĩa ít cơm, do không dám lấy lần thứ hai. Nếu nói về thức ăn, tôi phải liệu ăn những thức ăn nào gọn nhẹ, tránh thức ăn có xương gây mất giờ không cần thiết, tránh thức ăn nào cần phải đi chung với nước chấm gây phiền toái, và nhất là tránh những thức ăn được bày biện ở cách xa chỗ mình ngồi. Nghĩa là chỉ ăn những thức ăn nào nằm trong tầm tay mình có thể với tới để lấy dễ dàng. Thêm nữa, do các cha phó ăn ít đã vậy, lại ăn uống với tốc độ khá nhanh để sau đó các ngài còn được đi ăn tiệc bên ngoài hay nhậu nhẹt đêm với các giáo sư ở phòng khách riêng trên lầu 1. Nên không bữa cơm nào tôi được ăn no hay ăn nghiêm chỉnh, mà chỉ ăn như ăn lén ăn lút, ăn kiểu nhà binh tức ăn không kịp nuốt. Tệ hơn, gặp những khi các ngài được mời đi ăn tiệc xa, một phần vì công việc quá nhiều, phần nữa vì đường xa phải đi xe gắn máy, trong khi tôi không có xe để đi cùng, khiến tôi phải từ chối lời mời lại trời đừng ăn ấy của các ngài, thì y như rằng hôm đó tôi buộc phải nhịn đói do nhà bếp đóng cửa. Trước kia, những lúc không có cơm, tôi còn chạy sang xin cha sở cho ăn nhờ, nhưng về sau, cha sở đau ốm triền miên, giờ ăn bất định, thức ăn đặc chủng, nhà bếp của cha sở đôi lần tỏ ra khó chịu. Tôi khó bề xin ăn ké, nói chung, đã bất tiện nhiều nỗi lại còn nghĩ ngợi miếng ăn là miếng tồi tàn, nên tôi thấy thà nhịn đói còn dễ chịu hơn. Đôi lúc do quá khổ, tôi muốn thưa hết mọi chuyện với cha sở, nhưng suy đi nghĩ lại tôi không dám. Tôi nghĩ nên rút kinh nghiệm trước đây chuyện gì tôi cũng kể lể, có lẽ đến tai các cha phó, giờ ra nông nỗi, nếu còn kể lể nữa rồi sẽ còn ra sao. Thân phận thầy giúp xứ thời bấy giờ có ai đó đã ví như thân phận người phụ nữ làm vợ làm dâu, cũng 12 bến nước, bến đục bến trong chứ không phải giỡn. Thỉnh thoảng tôi dò trên cuốn lịch treo tường phòng khách nhà xứ để xem mình còn bao lâu nữa thì mãn 1 năm giúp xứ tại nơi này. Tôi gầy đi thấy rõ nhưng không dám hé răng với ai lấy một lời, vì giáo dân thì đầy ra đó, nhưng là con người, ai ra làm sao đâu biết. Ở xứ này không có nhiều hàng quán trừ một vài người bán hàng rong cho học sinh trước cổng trường vào buổi sáng cho đến trưa. Nhưng làm sao tôi có tiền để bù những bữa trưa bữa tối ăn còn đói? Nếu có tiền liệu tôi có dám đi mua? Thế gian mấy ai biết giữa những người no nê đôi khi có kẻ âm thầm đói lả, giữa cảnh hạnh phúc tràn trề đôi lúc có kẻ lặng lẽ đớn đau mặt phận. Có những cái đói đến 2-3 lần đói, có những nỗi khổ chồng lên nỗi khổ. Tôi không hé răng với má tôi mỗi lần được về thăm, chỉ biết trả lời công việc nhiều mà gầy đi,
đen đủi đi và nếu má tôi thở than thì tôi thường kêu lên để má tôi đừng xót ruột. Má ơi, thời gian này là thời gian thử luyện mà. Vì thường xuyên đói, thường xuyên cực nhọc và thường xuyên không ngủ đủ, nên mọi việc dường như trở nên nặng nề và mắc nhiều khinh suất, sơ sót hoặc hỏng hóc. Những lần như thế tôi bị hai cha phó mắng mỏ nặng lời. Chính những lần mắng nhiếc đó lâu ngày khiến tôi hiểu ra tội lớn nhất của mình là tội làm tác nhân gây ra thuyên chuyển cha phó lớn cũ. Từ đó tôi dần đọc ra được hết những ánh mắt hằn học và những lời nói châm biếm của hai cha phó nấp sau những công thức lịch sự. Tôi rất chậm trong việc nhận biết những lời nói xa xôi, nhưng đến khi nhận ra được tôi cũng không biết phải đối phó cách nào đành nuốt cay ngậm đắng cho qua. Lối tu hành thời này vẫn còn cho mọi chuyện bất công do người lớn hiểu lầm mà gây ra cho mình là ý Chúa, là sự thử thách. Ăn uống cực khổ thiếu thốn là sự hy sinh hãm mình. Chịu đựng mọi nỗi oan trái nhưng tuyệt đối không kêu van là vâng phục. Im lặng đón nhận mọi thua thiệt là khiêm tốn. Quan niệm đó xem ra có ích cho tôi lúc này vì nó khiến tôi không đi dần đến chỗ bị chán nản, tuyệt vọng, suy sụp. Ngày nay người ta gọi đó là trạng thái trầm cảm. Thỉnh thoảng gặp bạn bè tôi than thở chút ít cho nhẹ bớt, còn với bề trên thì tôi vẫn một lòng vâng phục. Tôi rất dễ bị cảm lạnh, đau lưng, nhức đầu, đau vai, đơ cổ, dễ bị ho và dễ bị sốt. Kiến thức y học không có bao nhiêu nên nhiều khi bị sốt mà cứ tưởng mình bị nóng trong người. Những lúc đói hay đau ốm như vậy, tôi thường rón rén dạo một vòng xuống nhà bếp, đứng ngoài cửa sổ nhìn vào xem có gì có thể giúp được cho mình không, nhưng không có chút cơm nguội, không có thức uống lẫn tủ thuốc gia đình. Để ăn đỡ lòng, uống đỡ khát và giúp xoa dịu những cơn khó chịu. Thỉnh thoảng anh đôn cho tôi trái chuối, quả ổi. Một tối thứ sáu lúc trời bắt đầu sụp tối, cha sở cho gọi tôi. Mới đặt chân ở ngưỡng cửa bước vào phòng, cha bỗng kêu lên. Sao hồi này con gầy ốm quá vậy? Không đợi hỏi đến câu thứ hai, tôi òa khóc ngon lành. Cha sở đoán biết, ngài an ủi xong bảo tôi cùng đi kẻ liệt với cha. Ở vùng này kênh rạch chằng chịt, nên sau khi đi bộ một quãng, cha và tôi cùng xuống một chiếc xuồng nhỏ đang có người đợi sẵn. Đến nhà người bệnh liệt giường, cha sở đi thẳng vào buồng để cho người bệnh xưng tội. Đang ngồi bên ngoài bỗng tôi thấy người bệnh chồm lên ôm cổ cha sở vật xuống. Cùng lúc tôi nghe tiếng cha sở ú ớ kêu. Thầy ơ! Một. Tôi và người bơi xuồng lúc nãy cùng chạy vào thấy người bệnh tuy đã yếu liệt nhưng vẫn còn sức khỏe lắm. Hai tay ông ôm cổ cha sở chặt và cứng đến nỗi chúng tôi cảm thấy không dễ dàng và mau chóng gỡ ra được. Đó là một người đàn ông trên 60 tuổi, to lớn, rình ràng với hai bàn tay hộ pháp to xù. Chai cứng và lạnh ngắt như hai miếng thớt, nếu không vì cơn bệnh chắc ông ta phải vạm vỡ, lực lưỡng và mạnh mẽ như con gấu. Ông ta rít qua kẽ răng. Tao không có tội, tao không xưng tội gì hết. Mắt ông ta long lên, miệng ông ta nhe ra, nếu chỉ cần gắn thêm hai răng nanh vào cái miệng bạnh ra ấy nữa chắc tôi hãi hùng đến bỏ của chạy lấy người. Nhờ bài học trước đây với cô gái mù, tôi chụp lấy quyển sách kinh của cha sở để gần đấy đập lia lịa lên đầu ông ta miệng tôi kêu. Giêsu Maria Giêsu, Giêsu Maria Giêsu. Phải thật lâu cha sở mới thoát ra khỏi đôi cánh tay gọng kềm của ông ta. Người bệnh nằm vật ra miệng ú ớ. Cha sở để yên cho người bệnh bây giờ thì mắt đang lờ đờ giống như ngủ, ra ngoài nghỉ mệt. Cha thở một lúc rồi kể trầm trầm cho tôi nghe. Đây là người đàn ông cô độc nhất trong họ đạo chúng ta. Thầy xem ông ta nghèo tiền nghèo tình, nghèo đến tận số phận. Lúc này tôi mới nhìn lại. Chúng tôi đang ở trong căn nhà trống trước trống sau, cũng có sàn nhà như những ngôi nhà trung bình ở miền châu thổ này. Nhưng vì nghèo quá nên nhà chỉ còn lại một bức vách trước nhà bằng gỗ tạp và một bức vách ngăn đôi căn nhà thành gian ngoài và buồng trong. Còn mái nhà thì rột nát từ dưới nhìn lên không khác gì một cái rổ úp. Trong nhà trống hơ không có gì gọi là đồ đạc gia dụng, chỉ còn độc nhất một chiếc giường người bệnh đang nằm. Nhà tối om mà chỉ thắp một ngọn đèn mù u. Cha sở nói tiếp. Ông ta bị vợ bỏ lúc ngoài 30, vợ đi dông bão cuốn theo hết tài sản và hai đứa con để lấy một người đàn ông khác. Từ đó ông ta không mở miệng nói chuyện, không tiếp xúc với bất kỳ ai và tuyệt đối không đi nhà thờ nữa. Người đàn ông bơi xuồng chở chúng tôi, cũng là người vừa mới phụ tôi giúp cha sở thoát khỏi. Ông gọng kềm chỉ là người hàng xóm. Ông ta kể tiếp theo cha sở. Thấy ổng nằm đến mấy ngày không ra khỏi nhà tôi mới sang thăm và tự lên rước cha. Người đàn ông lắc đầu ra vẻ nể nang cái tay bảy hổ này khỏe lắm. Tới lúc này rồi mà còn ôm cha sở chặt đến không dễ mà gỡ ra. Người đàn ông thì thào kể tiếp. Ông thầy biết không, tay này có nhiều tật khủng khiếp. Cơm ăn một lần 1-2 lít gạo rồi nghỉ không ăn đến vài ngày. Mò bắt tôm, cua, cá, ốc, dưới sông giỏi như rái,
bắt lên con nào ăn sống ngay con ấy. Hút những điếu thuốc vấn to bằng nửa cổ tay người đàn ông ra hiệu, tay bảy hổ này có thể dùng tay không bốc cục than hồng đỏ rực từ bếp ra để mồi lửa cho điếu thuốc ngậm trên môi, mồi lửa xong từ từ bỏ cục lửa vào bếp lại mà không bị phỏng tay. Cầm hai chân sau của con chó xé toạc ra dễ như ta xé con ếch, còn nhiều tật khủng khiếp lắm ông ơi. Cha Sở kể tiếp theo. Tuy không nói cười với ai một tiếng từ ngày vợ con bỏ đi, nhưng ông ta không làm phiền gì hàng xóm, cứ thui thủi một mình như bóng ma, ngày này qua tháng khác. Đến đây mọi người nghe tiếng ông bảy hổ ú ớ, cha Sở bước lại gần giường bệnh dò xét. Bỗng ông ta ngồi bật dậy như người khỏe mạnh, hét lớn. Tao không có tội, nó mới có tội. Giọng ông bảy hổ vang rền, rồn ràng như tiếng một con sư tử gầm giống, nhưng lại cũng có vẻ nói qua nước mắt. Cha Sở đau xót bước lại gần nói với giọng thật êm. Con ơi, con nói đúng, con không có tội gì đâu. Mà giả sử có đi nữa thì Chúa cũng đã tha hết cho con từ lâu rồi. Bây giờ con không cần xưng tội, cha chỉ ban phép sức giàu cho con thôi. Ông bảy hổ lặng thinh, nằm xuống lại, mắt nhắm nghiền. Cha Sở lấy dầu thánh ra, nhẹ nhàng làm mọi nghi thức. Người liệt để mặc cha Sở làm gì thì làm, ông chỉ nhắm mắt. Xong xuôi cha Sở và tôi ra ngoài. Cha Sở ra lệnh những giáo dân trong xóm và cả những người từ đầu đến giờ đứng lố nhố ngoài sân, tập họp ở ngôi nhà bên cạnh để ngài hỏi han, bàn bạc và cắt đặt người này người kia dưới trách nhiệm của một ông giáp nhà ở trong khu vực đó để lo cho ông bảy hổ từ nay đến giờ sau hết. Nghe lời cha, mọi người vui vẻ nhận nhiệm vụ. Thật ra bấy lâu nay mọi người muốn giúp ông ta, nhưng không ai dám đến gần vì ông bảy hổ luôn lầm lì, không tiếp xúc, hỏi không nói, chào không thưa, cho không lấy. Sống như một người rừng, bắt cá bắt tôm đổi thành gạo, mắm, đá lửa, thuốc hút và những thứ cần dùng. Con nít gặp ông là trốn biệt từ xa. Nay có cha Sở tổ chức, mọi người hồ hởi răm rắp tuân theo, bởi ai cũng thương cảm cho cảnh đời đau khổ của ông. Không lâu sau, ông bảy hổ qua đời. Sau khi đưa linh cửu ông bảy hổ ra phần mộ, trên đường trở về cha Sở nói với tôi. Tuy người đàn ông này nguội lạnh gần như bỏ đạo, nhưng ông lực lượng không làm gì được vì trong lòng ông ta không chứa chấp nỗi uất của oán ghét và thù hận. Tôi ấp úng mãi một lúc mới dám hỏi cha. Thưa cha, hẳn ông bảy hổ có nói sao cha mới biết ông ta không oán hận vợ con? Cha Sở nhân hậu trả lời. Chính ông lực lượng nói với cha chứ chẳng ai. Rằng ai không nuôi trong lòng một sự thù hận, oán ghét. Nào, ta khi khó mà nhập vào, vì trong lòng họ không có góc khuất cho bóng tối. Một buổi chiều từ bên trường trở về, cha Sở gọi tôi cho biết ngài muốn nói chuyện với tôi vào tối nay. Cơm nước xong tôi gõ cửa phòng cha Sở và bước vào. Như thường lệ cha ngồi trên ghế fauteuil, ghế xếp bằng vải bố, tôi ngồi ngay bên cạnh trên chiếc ghế nhỏ và thấp. Cha kể, một hôm ông lực lượng đến xưng tội tiếp, ông ta nói với giọng bực dọc thấy rõ. Ông lại còn tổ chức phong trào tôn nữ vương gia đình và gia đình đền tạ trái tim Đức Mẹ nữa đấy. Sao ông lắm chuyện thế? Ở yên cho khỏe không sướng hơn à? Tôi hỏi, điều đó làm các ông sợ hay sao? Ông lực lượng im lặng mấy giây rồi trả lời. Ông tưởng chúng ta thích à? Từ bao đời, người phụ nữ ấy gây cho chúng ta bao điều rắc rối. Chúng ta rất thù nghịch với người phụ nữ ấy vì ông Chúa muốn chúng ta phải chịu thua bà ta một phép, trong khi bà ta thuộc loài người như các ông thôi. Chúng ta đâu có chịu. Nghe ông lực lượng cằn nhằn rất tức cười. Tôi hỏi, các ông định làm gì với Đức Mẹ Maria đấng mà chúng tôi ai cũng rất kính mến? Chúng ta nhất quyết hễ đâu tôn sùng bà ta thì chúng ta phải phá. Ông lực lượng vừa nói vừa nghiến răng nghe giận cả người. Tôi lo ngại hỏi, liệu các ông phá cách nào và phá có được không? Xưa nay tình mẫu tử là thứ bất khả xâm phạm. Chúng ta luôn có kế hoạch tinh vi đâu ra đó. Đó là kế hoạch phá hại nhân phẩm phụ nữ. Tôi dùng mình. Các ông cho tôi biết điều ghê gớm này để làm gì? Để các người biết chúng ta là một lực lượng đáng sợ. Các người làm gì cũng sẽ phải thua mà thôi. Cứ nhìn đi. Bọn lính Mỹ và đồng minh đang mua bán và chà đạp nhân phẩm phụ nữ công khai và hợp pháp thế nào. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của chúng ta. Tôi nói. Tôi biết con người làm sao khôn lanh quỷ quyệt bằng các ông, nhưng chúng tôi có Chúa. Ông lực lượng trước khi ra đi, bảo. Ông có biết ở xóm trên cuối họ đạo của ông, có cả một ổ gái điếm to tướng. Dẹp được thì hẳn tôn nữ vương và gì gì đó. Cha Sở nói với tôi rằng cha rất biết ơn ông ấy đã vô tình hay cố ý. Cho biết một thực trạng xã hội đáng xót xa của họ đạo đang diễn ra mà từ lâu nay cha đã không hay biết. Cha nói bắt đầu từ hôm đó trở đi,
cha đã tổ chức nhiều đợt tôn nữ vương gia đình và gia đình đền tạ trái tim Đức Mẹ để tạo thế đối trọng chống đỡ lại nạn mại dâm trong họ đạo. Cha tổ chức kiệu Đức Mẹ đi đến từng nhà, mỗi gia đình sẽ luân phiên được Đức Mẹ ngự đến và ở trong nhà một ngày một đêm. Trong thời gian có kiệu Đức Mẹ cư ngụ, người ta tôn Đức Mẹ làm nữ vương gia đình và làm việc đền tạ trái tim Đức Mẹ. Việc làm này tạo cho những người trong xóm mỗi chiều quen tụ họp khi thì ở nhà này, khi thì ở nhà kia. Để đọc kinh, lần chuỗi, cầu nguyện, ca hát vang trời, thương nhau, hiệp nhất nhau. Nói chung, tạo một bầu không khí rất đặc biệt. Cha sở ngầm bố trí sao cho kiệu Đức Mẹ lưu lại thật lâu ở xóm trên, nơi nạn mại dâm hoành hành. Một thời gian sau, ông lực lượng đến xưng tội. Qua cách ông hăm he dọa nạt đủ điều, cha biết được nạn mại dâm đã giảm. Cha sở kể tiếp. Bỗng một hôm, có hai người đàn ông một già một trẻ đến gặp tôi. Sau một lượt trà nước, người đàn ông tuổi chạc 60 ngoài nói với tôi. Chúng tôi không động phạm gì đến ông cha, nhưng tại sao ông cha lại phá chuyện làm ăn của chúng tôi? Chưa hiểu ra ý nghĩa câu nói, tôi đáp. Tôi với quý ông vừa quen nhau qua chỉ mới một vài tách trà, thì làm sao nói được rằng tôi phá chuyện làm ăn của quý ông. Vậy mà ông cha phá mới chết, không giấu gì. Anh em chúng tôi là những người sống bằng nghề bùa ngải, phù chú, nhập đồng, gọi hồn, bói bang, cầu ma khấn quỷ, gọi tắt là nghiệp đoàn giới linh. Chúng tôi hiểu cảm rằng vì không biết mà ông làm như thế, nên chúng tôi lịch sự đến nói chuyện phải quấy, không đến nỗi càn hung bạo ngược giao oai với ông cha mà không nói trước. Vậy xin ông cha ngưng lại mọi việc để chúng tôi làm ăn, nếu không, coi như gặp nhau lần này lần đầu cũng là lần cuối. Tôi hết sức ngạc nhiên, nhưng cũng lờ mờ hiểu ra việc mình xới tung cả họ đạo lên bằng việc tổ chức từng nhà rước kiệu Đức Mẹ. Việc tôn nữ vương gia đình và gia đình đền tạ trái tim Đức Mẹ, cả đến việc lập đài Đức Mẹ ở từng khu xóm để mỗi chiều mọi người già trẻ lớn bé đến lần chuỗi hát vang kính Đức Mẹ. Rồi cả đến việc chia nhau chuỗi sống trong toàn thể họ đạo, tôi còn phát ảnh Đức Mẹ làm phép lạ cho hết mọi người trong họ đạo và khuyến khích họ đeo trong người. Chưa nói đến việc hỗ trợ hết mình cho hội Lê Gió hoạt động thật mạnh mẽ, cho hội thiếu nhi thánh thể làm giờ thánh, thay nhau viếng và chầu Chúa Giêsu thánh thể thường trực. Nhưng mạnh nhất là việc cấp vốn cho các cô gái lỡ lầm hoàn lương, rồi việc lập mặt trận người lớn tuổi canh thức luân phiên trong suốt 24 giờ một ngày để cầu nguyện và vân vân. Bây giờ tôi mới thật sự giật mình khi nghĩ lại, lâu nay đúng là mình đã khiến cho họ đạo lúc nào cũng như ở trong mùa chiến dịch vậy. Chẳng gì, chiến dịch chống tội lỗi. Thế nên chẳng trách hôm nay hai người đàn ông đại diện nghiệp đoàn giới linh đến ra tối hậu thư bắt tôi phải ngưng ngay mọi hoạt động. Đâu dễ bị khuất phục, tôi hỏi. Đó là việc nội bộ của họ đạo tôi, nào tôi có động chạm hay phá phách gì các ông. Người đàn ông trẻ quấn khăn đỏ, miệng cũng đỏ tươi vì liên tục nhai trầu, chốc chốc lại lau miệng cũng bằng chiếc khăn tay màu đỏ như máu. Cho thấy đó là dấu hiệu đặc trưng của những tay thầy bùa thuộc môn phái lỗ ban thứ thiệt, hung hăng khoa tay múa chân phát biểu. Chúng tôi là người thuộc nghiệp đoàn giới linh, làm ăn những chuyện thuộc tâm linh. Toàn cái xứ này tính ra đã hết hơn phân nửa là giáo dân của ông. Ông làm vậy chúng tôi làm sao có thể làm ăn được. Tôi cương quyết phủ nhận những lời buộc tội vô lý. Họ giận dữ khác với lúc đến, dọa nạt tôi một lúc rồi ra về mà không thèm chào hỏi. Những ngày sau đó mỗi sáng thức dậy đi từ nhà xứ sang nhà thờ, tôi đạp phải nhiều mẩu giấy đỏ rải đầy trên đường đi, rải rác cả ở chung quanh nhà. Đôi lúc có vài mảnh giấy đỏ trên đó vẽ nguệch ngoạc những ký hiệu khó hiểu ai quăng vào phòng tôi lúc tôi đi vắng. Ban đầu chưa hiểu, nhưng nhanh chóng sau đó tôi biết rằng nghiệp đoàn giới linh đang ếm bùa tôi. Một thời gian sau đó hầu như tất cả những người giúp việc nhà xứ ở dưới bếp đều lần lượt bị bệnh rất lạ và rất nặng, các bệnh viện đều không tìm ra bệnh. Chuyện bắt đầu lớn, nhưng chỉ mình tôi hiểu, mọi người không hiểu ớt giáp gì. Thật tội nghiệp. Tôi chẳng mảy may lo lắng vì lúc nào cũng tin tưởng vững vàng họ đạo luôn có Chúa bảo vệ và Đức Mẹ gìn giữ. Tôi tỉnh bơ. Nửa tháng sau ngày gặp tôi lần đầu tiên, nghiệp đoàn giới linh quay lại gặp tôi vào buổi sáng thứ hai vắng người. Họ bảo, ông khá lắm, nhưng chưa đâu. Đó chỉ là màn cảnh cáo. Âm binh của chúng tôi sẽ làm cho những người giúp việc ông bỏ đi hết nếu ông không ngưng mọi việc. Tôi không sợ. Các ông không nên làm như vậy, vì họ không có tội tình chi. Họ ham dọa. Rồi đây giáo dân họ đạo ông sẽ bị bạo bệnh và người chết sẽ la liệt. Tôi không còn giữ thái độ hiền lành với họ được nữa. Tôi nghiêm sắc mặt và đanh giọng lại. Ngược lại, tôi cảnh cáo các ông, nếu các ông động vào giáo dân của tôi, các ông sẽ lãnh hậu quả khủng khiếp hơn ngàn lần những gì các ông tưởng là sẽ tác hại. Họ nóng giận và hung dữ chửi rủa thô tục nhiều lần rồi ra về. Trong họ đạo bắt đầu có nhiều người mắc bệnh lạ. Nhưng kiệu Đức Mẹ thì vẫn luân chuyển khắp nơi,
mọi việc vẫn hoạt động như cũ. Tôi quyết định bắt đầu chương trình đi thăm họ đạo suốt ngày, khi nơi này khi nơi khác, đến đâu tôi cũng kêu gọi, nhắc nhở, động viên mọi người luôn tin tưởng chạy đến Chúa và lần chuỗi để luôn gần bên Đức Mẹ. Nơi nào bệnh lạ xuất hiện, tôi đến nhiều hơn, thắp đèn, rải nước thánh, ban phép lành, làm dấu thánh giá trên họ và kín đáo cầu nguyện cho họ hay cùng với họ cầu nguyện chung và nhất là tổ chức ăn chay hãm mình. Cứ thế suốt ngày tôi đi khắp họ đạo dù bất cứ nơi đâu, có những nơi phải đi bộ vất vả băng qua đồng ruộng, băng qua kênh rạch chằng chịt, chui vào những khu vắng vẻ nhất để cho mọi người thấy bóng dáng tôi có mặt khắp nơi trong họ đạo. Tôi đi hầu như mỗi ngày và đi suốt cả ngày, tới giờ ăn trưa đang ở đâu, tôi ghé mâm cơm nào của giáo dân ở đó dọn ra, xin ngồi vào ăn cùng họ dù chỉ một chén cơm lạt. Làm như vậy tôi mới có đủ giờ để đi suốt ngày quần quanh khắp đầu trên xóm dưới, khắp ngõ cụt hang cùng của họ đạo. Chẳng ai biết xảy ra chuyện gì ngoại trừ mình tôi, cho nên mọi người cứ tưởng tôi đi thăm họ đạo thường kỳ mà thôi. Tôi cảm nhận tâm trạng của mọi người đang bình an và vui vẻ. Tuy nhiên không phải đơn giản có vậy, không phải tôi đi thăm họ đạo cách yên ổn dễ dàng. Có những hôm gặp phải những người lạ hoắc, hoặc gặp phải những giáo dân nổi tiếng khô khan nguội lạnh. Họ bỗng dưng mắng xéo cũng có, chửi thẳng cũng có khi thấy bóng tôi đi qua. Có những người mượn rượu gây sự với ý định hành hung tôi. Có những người phụ nữ bỗng chửi tôi như tát nước. Có nơi ai đó giả bộ vô tình tạt nước dơ vào người tôi. Cho đến một hôm kia, có người bảo một gia đình nghèo có người đau ốm cần gặp tôi. Theo lời chỉ dẫn, tôi tới nơi gặp một ngôi nhà rất nghèo nằm trong góc cánh đồng vắng dưới tàn lá của những bụi tre gai. Đón tôi không phải là đôi vợ chồng trẻ chủ nhà như người chỉ đường căn dặn, nhưng là một số đông khoảng hơn 10 người gồm đàn ông lẫn đàn bà mặt mày bạm trợn, bất lịch sự. Ngồi lô nhố trong nhà, một người ngồi giữa có vẻ thủ lãnh nói khi tôi vừa bước vào. Nếu ông cha rảnh, hãy cùng chúng tôi thử sức một phen coi ai mạnh hơn ai, rồi chúng ta chia nhau lãnh thổ mà làm ăn, không ai xâm phạm ai, cũng không để chập chờn kiểu này hoài được. Tôi đáp, tôi chẳng có sức mạnh nào, chẳng lãnh thổ hay làm ăn chi, cũng chẳng xâm phạm đến ai. Nhưng biết họ cố chấp, nên tôi nói liền không để họ nói thêm. Tôi chỉ làm nhiệm vụ trên giao, tuyệt đối không tranh chấp cành co đọ sức với ai. Nhưng mà, các ông các bà đã muốn thử sức thì cứ thử. Người đàn ông thách đố. Ông cha ngồi xuống đi. Nếu tôi niệm chú mà âm binh không vô nổi ông cha thì tôi bỏ xứ này đi ngay lập tức. Tôi không phải là dân ở đây, nhưng từ núi Tà Lơn Hạ Sơn giúp đám đệ tử ông ta chỉ tay một lượt đám đàn ông đàn bà ngồi vây quanh. Người nào cũng dáng vẻ dữ dằn, kẻ nhai trầu người ngậm thuốc. Tôi thầm thì đọc kinh Đức Chúa Thánh Thần. Bên kia ông ta nhắm mắt lâm dâm niệm chú. Tôi vừa đọc đến câu, chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con là kẻ. Lập tức bên kia ông ta té nhào đến phịch một tiếng văng khỏi ghế rơi xuống đất như một đứa trẻ rồi sau đó với chiếc gậy trong tay. Ông ta tự quật thật mạnh vào tay chân, vào ngực, vào lưng rồi vào mặt vào đầu mình cách không thương xót. Chỉ một loáng sau là máu đổ ròng ròng chảy từ đầu xuống mặt xuống cổ, trông rất ghê rợn. Những người còn lại không ai dám can ngăn, người nào người nấy cứ ngồi nhắm mắt như pho tượng và lâm dâm niệm chú. Tôi thấy bất nhẫn quá liền kêu lên. Dừng tay lại đi. Hình như tiếng nói của tôi có tác dụng lớn, ông ta ngưng lại ngay lập tức và thở hồng hộc, sau đó là rên rỉ vì đau đớn. Tôi nói, lần sau đừng thử phép Chúa nữa nghe không? Nói xong tôi bước ra khỏi nhà bỏ bọn họ một nước. Kể từ hôm đó, tôi không còn bị quấy hại nữa. Vài hôm sau ông lực lượng đến xưng tội. Lần này tôi trách. Ông để những người của ông phá tội chi vậy? Nhắm có được không mà phá? Ông ta đáp, mạnh được yếu thua. Ông đừng tự hào, cẩn thận đấy. Nói xong ông lực lượng bắt qua chuyện khác. Thầy biết đó. Ông bà xưa thường nói, đức trọng quỷ thần kinh, hễ ai sống có đức độ, quỷ ma cũng phải kiêng dè. Cha Sở còn kể cho tôi nhiều chuyện ly kỳ nữa. Tôi được nghe, được hiểu và được học rất nhiều kiến thức lẫn kinh nghiệm của cha. Nhưng trong dịp này, đáng nhớ nhất là câu tóm tắt quý giá, đức trọng quỷ thần kinh. Tôi quyết từ nay làm gì thì làm, phải cố sống sao cho có đức mới được. Một đêm khác, cha Sở kể. Có lẽ ông lực lượng giận lắm vì những gì tôi đã tổ chức cho họ đạo như phong trào tôn nữ vương gia đình và gia đình đền tạ trái tim Đức Mẹ. Phong trào rước kiệu Đức Mẹ đến từng gia đình, phong trào lần chuỗi sống, phong trào ông MOISEN trong đó những người già luân phiên và liên lỉ chầu thánh thể thay cho họ đạo. Nên ông ấy đến và đấu khẩu với tôi từ chiều cho đến tận đêm. Ông ấy bảo, tất cả mọi thứ đang diễn ra phần lớn do con người các ông bày ra chứ Chúa nào thiết lập. Ôi chà! Phong thánh với phong tướng, thiêng với trả tục. Cái đầu của các người giống ông Chúa, luôn chớp lóe sáng tạo,
Nguyên văn. Các người theo đuôi ông Chúa để tiếp tục sáng tạo thế giới chứ gì? Nhưng khốn nỗi, các người không phải là Chúa Trời, cho nên sáng tạo đầu này thì phá hoại đầu kia. Đập đổ bằng với xây dựng và chúng ta đã thâm nhập vào chính cái chớp lóe sáng tạo ấy của các người rồi, biết chưa? Các người đâu biết chính chúng ta luôn đưa ngụy biện vào lý luận, đưa hoang tưởng vào giả thuyết, đưa thủ đoạn vào mưu kế, đưa thâm hiểm vào khôn ngoan, dùng hệ thống để biến giả dối và bất công thành nguyên tắc. Câu nói, si vis pacem, para bellum, câu nói La ngữ này nghĩa là nếu muốn hòa bình anh hãy chuẩn bị chiến tranh, hàm ý cảnh báo nhân loại luôn có chiến tranh mà không bao giờ có hòa bình, là điển hình. Các người không biết chúng ta có mặt trong từng chớp lóe sáng tạo của các người đâu. Tôi trả lời, nhưng con người sẽ làm gì nếu không biết sáng tạo? Ông lực lượng nghiến răng. Nhưng chúng ta căm ghét sự sáng tạo như ông Chúa khinh tởm sự kiêu căng. Tôi im lặng vì thấy không nên nói gì hơn là cứ để cho ông ta xưng tội. Ông ta tiếp. Trong khi chúng ta muốn thế giới các người phải bị tiêu diệt vì sự lặp lại thì sự sáng tạo làm cho nó ngày càng bền vững hơn. Ông lực lượng đột ngột đề nghị. Ông cứ ở yên được không? Đừng làm gì cả. Hăng say và sáng tác này nọ mà làm gì? Tôi trả lời. Các ông có phá cách nào thì phá chứ tôi không thể ngồi yên khi lãnh nhiệm vụ dẫn dắt họ đạo. Ông lực lượng nóng nảy trả lời. Nếu phá được chúng ta đã chẳng bàn bạc với ông mọi lẽ. Tôi nhún vai. Vậy các ông còn định làm gì? Chúng ta đề nghị ông ngưng mọi hoạt động đang diễn ra, đổi lại họ đạo ông liên tiếp trúng mùa trong vòng 10 năm liền. Dân tình thuận thảo phú túc, chiến tranh không thể đến được nơi này, mọi người được yên ổn làm ăn. Tôi hỏi, còn nếu không? Họ đạo này sẽ chịu nhiều thảm cảnh ngược lại. Vì lần này ông lực lượng dùng chiến thuật đánh úp, tức bất ngờ đưa đề nghị làm tôi không phản ứng theo kịp, nên tôi xin 3 ngày suy nghĩ. Sau 3 ngày, ông ta đến. Tôi trả lời, mọi việc nằm trong tay Chúa, các ông không làm gì được đâu nếu Chúa không muốn. Ông ta không nói gì, chỉ hừ một tiếng rồi ra đi. Tôi ngã bệnh nặng liền sau đó đúng 1 tháng. Cơn bệnh không thuốc nào chữa khỏi, vì các bác sĩ không thể nào định bệnh được. Tôi không buồn uống thuốc thêm khi các bác sĩ tỏ vẻ đầu hàng, chỉ cầu nguyện và dâng những cơn đau như nghiến như xé ấy để đền tội. Rồi thì cơn bệnh cũng phải thuyên giảm và hết dần, bù lại họ đạo chẳng xảy ra việc gì. Cha Sở dạy tôi, ở đời chớ trêu ở chỗ trong số những người thầy dạy chúng ta đôi khi có cả kẻ thù, kẻ nói ngược với chúng ta, những nghịch cảnh, những mâu thuẫn, trái khoáy chung quanh. Từ sau hôm nghe ông lực lượng nói, tôi quyết không cho mình ở không. Phải làm việc và sáng tạo, đó là bí quyết sống còn và thăng tiến. Sáng thứ năm giữa tháng riêng, cha Sở gọi tôi vào. Sau khi hỏi han chuyện sức khỏe, công việc, cha trao tôi xem bài sai của Đức Cha, chỉ định tôi về giúp sứ cao đẳng cách đó 12 km bên kia sông. Thấy tôi buồn, cha Sở an ủi. Đây là lúc thể hiện tính tu hành con ạ. Tu là sửa, là từ bỏ, không bám trụ mọc rễ, không dây dưa vướng lụy, không hai áo và túi gậy, không chào hỏi ai dọc đường, vâng phục lập tức không đắn đo. Sau khi nghe cha Sở giải thích thêm vài thắc mắc, tôi lặng lẽ đi thu xếp công việc, hành lý. Chuẩn bị sáng mai rời khỏi An Biên không cần chào hỏi ai. Tôi đến cao đẳng mất 1 giờ vì phà đông người mỗi buổi sáng, vì đường xấu mà xe lôi thùng gắn máy cũ kỹ thì rề rà như chạy bộ. Nhà xứ cao đẳng không đẹp như nhà xứ An Biên, nhưng sáng sủa và quang đãng. Khi tôi đến nhà xứ đóng kín cửa, tôi tìm lối đi vào khu nhà bếp bằng con đường bên hông, gặp một phụ nữ chạc 60. Người phụ nữ xưng là người nấu bếp tỏ ra không ngạc nhiên khi thấy tôi đến, bà truyền đạt ý cha Sở muốn tôi phải đến với cha đang ở nhà cha mẹ ngài, vì người cha già của ngài đang lâm trọng bệnh. Tôi ăn qua loa bữa trưa được dọn sẵn trên bàn rồi ra đi. Tìm nhà ở chốn thôn quê không khó. Chỉ cần mở miệng hỏi một câu là bất kỳ ai đó sẽ vô cùng quảng đại trả lời cho bạn cả một thôi dài. Đã đầy đủ mà còn dư giả thông tin kể cả những thông tin không cần. Nếu có thêm vài người nào đó đứng gần thì bạn có khi còn bị tìm hiểu ngược lại đến là phiền. Tôi đến nơi. Đó là giáo xứ Thanh Lộc, quê nhà của cha Sở cao đẳng cách họ đạo cao đẳng 8 cây số. Khi tôi bước vào nhà, trình bày sai và thư từ cho cha Sở đang ngồi bên giường bệnh của cha mình, thì thấy có 3 nữ tu đang giúp xứ cao đẳng cũng có mặt ở đó. Trong số đó có một nữ tu trẻ được gọi là dì Út có vẻ đang chăm chú theo dõi tôi nhất cử nhất động. Buổi chiều tôi với các nữ tu trở về giáo xứ. Trước khi lên xe, cha Sở dặn dò rằng cha Sở An Biên và cha đã thỏa thuận tôi được phép 2 tuần 1 lần trở về thăm cha Sở An Biên. Nếu gặp chuyện, tôi có thể về An Biên bất kể lúc nào. Cha càng nói tôi càng hiểu hai cha Sở là bạn của nhau. Cha Thomas đây có lẽ nhỏ tuổi hơn cha Luca ở An Biên hay sao mà dáng người quắc thước, nhanh nhẹn,
linh hoạt và cởi mở. Tuy nhiên tôi rất mừng vì chuyện trở về thăm cha Luca luôn lởn vởn trong đầu nhưng tôi không dám nói ra. Khi tôi về đến nơi, nhà sứ Cao Đẳng vẫn đóng cửa im ỉm. Tôi đi vòng ra nhà bếp, xin bà bếp chỉ phòng nào tôi được phép ở. Bà bếp gọi một tiếng lớn, Hoa ơi, một chị con bà Phước. Có vẻ vụng về, lập tức trao tôi một chùm chìa khóa và một cây lồng hái trái cây. Tôi ngạc nhiên quá sức, chìa khóa thì để mở cửa phòng, còn cái lồng hái trái cây thì để làm gì. Nhưng tính tôi không bao giờ nhanh miệng hỏi ngay mà không thận trọng suy nghĩ thật kỹ, cứ từ từ xem sao. Người phụ nữ mồ côi chẳng nói với tôi một lời, nhưng đon đả đi trước dẫn tôi lên lầu và chỉ phòng rồi đi xuống. Tôi mở cửa vào phòng. Sau khi sắp xếp đồ đạc, tắm rửa, tôi đứng bên cửa sổ để ngắm cảnh một chút, bất ngờ phát giác, à thì ra chiếc lồng hái trái cây để tôi được tự do hái những trái vú sữa trắng, to cành, căng mọng và hấp dẫn trên những cây sai trái đến oàn nhánh xung quanh nhà xứ đây mà. Tôi cảm thấy thú vị với nơi ở mới. Giáo sứ Cao Đẳng tôi vừa mới đến giúp là một giáo sứ sông rạch, bởi bao là sông, kênh, rạch, mương. Lớn, nhỏ, ngoằn ngoèo và chằng chịt chia ngang xẻ dọc, cắt chia giáo sứ này ra thành từng mảnh gọi là các khu như khu trong, khu giữa, khu ngoài. Và thành các xóm như xóm Rạch Lươn, xóm Mương Chê. Một giáo sứ khá cổ với nhà thờ được xây dựng vào năm 1920, lối kiến trúc Đông Tây lai tạp, vừa nhỏ, vừa không bắt mắt. Tôi ước lượng, với nhà thờ có sức chứa khoảng 500 người như thế thì giáo sứ có quá lắm cũng chỉ 2.000 giáo dân là cùng. Ngược lại, khuôn viên nhà thờ là một khu đất rộng mênh mông và rất đẹp. Ba mặt được bao bởi các con kênh, con rạch rộng 6,7 mét ngang, sâu vài 3 mét đứng, lúc nào nước cũng trong vắt lượn lờ chảy thông ra con sông Hậu Giang bao la hùng vĩ. Trong khuôn viên nhà thờ có nhiều cây cổ thụ lớn nhỏ. Nằm ở một góc khuất râm mát thật đẹp là ngôi nhà các nữ tu chúa quan phòng. Nghe nói ngôi nhà này THUO xưa là nhà sứ, nhưng vì nằm khá xa nhà thờ, không tiện mục vụ, nên cha sở đời trước đổi cho các nữ tu, để ra ở ngôi nhà hiện nay nằm gần trục đường qua lại của giáo dân. Kiến trúc của ngôi nhà sứ bất đắc dĩ này thật tệ. Tôi đoán do những người thợ vườn vừa vẽ kiểu vừa xây dựng. Cha sở sử dụng tất cả tầng trệt, một mình tôi ở trọn hết tầng trên của ngôi nhà một trệt một lầu. Nhà bếp nằm sau vừa tách biệt hẳn nhà sứ với bà bếp lớn tuổi nóng này, đanh đá. Phụ bếp là một cô gái mồ côi, lỡ thời, dáng nảy nở, hừng hực sức sống và tràn trề sinh lực, áo mặc lúc nào cũng như muốn nổ tung bung các nút ra. Nhưng tính thì tưng tửng, nói năng thì ngang như bò lật ách. Có cả một chú bé hơn 10 tuổi gọi bà bếp bằng cô, hình như được nuôi chỉ để sai vặt. Tuy nhiên vì cha sở luôn vắng nhà, nên nhà trên cách gọi của cánh nhà bếp khi nói về nhà xứ vẫn cứ như nhà hoang chết chủ. Tôi không thích lắm sự vắng vẻ, nhưng vì không còn cách nào hơn nên lập tức, tôi tập thích nghi với sự tịch liêu này bằng cách đọc cho thật nhiều sách để trau dồi kiến thức và luyện võ thuật để tăng cường sức khỏe. Nhờ đó không bao lâu, tôi cảm thấy cuộc sống vui hơn. Đúng ra cha sở Cao Đẳng có giao tôi vài việc nhẹ, dạy giáo lý hàng ngày cho tất cả các lớp tiểu học của nhà thờ vào mỗi buổi sáng. Thời này giáo sứ nào cũng đều có trường tiểu học. Giáo sứ lớn có cả trường trung học, ngài còn giao tôi nhiệm vụ sinh hoạt với hội con Đức Mẹ với hơn 40 chị và hội thiếu nhi thánh thể hơn 100 hội viên. Cuộc sống đang trôi yên ổn. Bỗng một hôm đang tắm vào buổi chiều, tôi nghe có tiếng lạ ở đâu đó rất gần phòng tắm. Đó là tiếng giống như ai rên rỉ vì đau đớn, có lúc nghe như tiếng khóc nấc tức tưởi. Tôi kịp giữ bình tĩnh, đứng yên để lượng định. Nhưng khi tôi không cử động thì tiếng lạ ấy cũng ngưng. Tôi thử tiếp tục kỳ cọ thì tiếng rên lại tiếp diễn. Lần này lắng tai nghe cho thật kỹ, tôi nhận thấy không phải chỉ đơn thuần là tiếng rên, mà còn pha thêm tiếng những người thợ xẻ gỗ thời xưa đang kéo cưa cách nặng nhọc. Thật không thể nào định hình nổi cái gì làm ra thứ tiếng rất lạ ấy. Tắm xong, tôi mặc quần áo vào rồi đi vòng vòng khắp bên ngoài phòng tắm ở những nơi tôi có thể đi được để rà soát, xem xét. Tôi hoàn toàn không tìm ra được manh mối nào có thể nghi là nơi phát ra tiếng lạ kia. Chung quanh vẫn vắng lặng, khó ai hoặc loài thú nào có thể lai vãng. Tôi mau quên chuyện này chỉ sau vài giờ. Hôm sau vào giờ tắm, sự việc lại tái diễn. Tôi cố gắng tìm mọi cách để hiểu cho ra tiếng lạ ấy. Tôi thủng thẳng tắm để nghiệm ngẫm thứ tiếng lạ kỳ ấy là gì, ở đâu. Tôi cố lắng tai để định hướng xem tiếng ấy vọng đến từ hướng nào. Lạ thật, cũng không sao đoán định được nơi xuất phát. Tắm rửa đã xong mà vẫn không hiểu thêm hơn hôm qua một chút nào. Sau khi tắm, tôi lại xem xét xung quanh hiện trường vài lần nữa, vậy mà chẳng mảy may lộ diện một manh mối dù chỉ để nghi ngờ. Bởi như đã nói, khu nhà xứ hoàn toàn tách biệt hẳn với nhà ở của giáo dân bên ngoài bằng ba mặt đều là những khúc kênh rạch rộng.
còn lại mặt kia là nhà thờ luôn vắng vẻ. Dù có trường học nhưng dãy trường tiểu học tọa lạc ở rất xa. Đã vậy riêng nhà sứ thôi thì đã tách biệt hẳn với nhà bếp. Người nhà bếp không ai dám bén mảng lên nhà sứ, nơi cửa to cửa nhỏ đều lạnh lùng đóng kín, khi chẳng có việc gì. Đã vậy bốn bề bao quanh khu vực nhà sứ vắng lặng không có tiếng động nào lọt vào vì cách rất xa đường xe cơ giới qua lại, vì sông rạch không thông thương chẳng mấy khi có xuồng ghe qua lại. Ba bốn hôm sau ngày nào cũng vậy, hễ tắm một lúc tôi lại tiếp tục nghe thứ tiếng lạ ấy phát ra. Vốn quen với những chuyện ly kỳ trước đây ở giáo xứ An Biên, linh tính lúc này cho tôi cảm giác sợ hãi. Khốn nỗi, sự sợ hãi bị đẩy đến mức độ lớn giữa khi một số huynh trưởng thiếu nhi thánh thể trong giờ giải lao giữa buổi sinh hoạt Chúa Nhật kế tiếp, vô tình hay hữu ý không biết, hỏi tôi. Từ ngày thầy về đây đến giờ có gặp ma chưa? Thầy có thấy gì chưa? Thầy có gặp gì lạ hôn? Tôi còn đang ngơ ngác chưa hiểu các huynh trưởng ấy hỏi với ý gì thì một huynh trưởng nữ khác khúc khích cười và cảnh báo. Ở khu nhà thờ này nhiều ma lắm thầy ơi. Nếu thầy sợ ma thì không nên ở cao đằng này. Một huynh trưởng nam khác nghiêm nghị nói. Thầy thấy không? Giáo dân các họ đạo khác đi lễ sáng từ rất sớm. Mới 3 giờ rưỡi hoặc 4 giờ đã có người đến nhà thờ rồi. Còn họ đạo này tuyệt nhiên không ai dám đến nhà thờ vào lúc đó. Thậm chí ngay cả đến lúc gà gáy sáng, đến lúc hừng đông ló dạng, còn chưa ai dám léo hánh tới nhà thờ. Tôi bán tín bán nghi, dù vậy không dám hỏi gì thêm. Nghĩ bụng, gạn hỏi kỹ lưỡng thì kỳ quá đi. Tôi đành giả bộ không quan tâm những gì các huynh trưởng ấy nói, nhưng khi họ ra về để tôi lại một mình. Đến lúc ấy tôi cảm thấy chột dạ vì có ma hay không, chưa biết, nhưng hiện tượng lạ thì đã có. Khi cha sở về, tôi kể lại cho ngài nghe và xin ý kiến. Cha sở tỏ ra rất ngạc nhiên, nhưng sau một buổi tìm hiểu, hỏi hai người này người kia không kết quả. Cha sở, người sôi nổi hoạt động và thích di chuyển, chẳng mấy chốc quên khuấy đi mọi việc và không còn hỏi han gì tôi nữa. Suốt cả tuần tiếp theo không tìm ra manh mối về tính chất và nơi phát ra tiếng lạ, tôi sống trong sự nghi nan, thắc mắc và sợ hãi. Nhiều lần tôi nghĩ đến ông lực lượng, nghĩ ông ấy luôn theo dõi tôi, có thể đang làm gì đó hại tôi. Chưa chừng. Tôi gia tăng cầu nguyện, lần chuỗi, viếng Chúa, ngắm đàng thánh giá. Tôi không còn dám vô nhà tắm để tắm rửa và làm mọi việc cần thiết một cách tự nhiên nữa, mà là vội vã trong sợ sệt. Cũng nên nói thêm, chuyện tắm rửa ở đây có hơi nhiêu khê phức tạp, vì không điện, không nước. Nên mỗi lần muốn tắm phải báo nhà bếp để bà bếp sai cô gái mồ côi lỡ thời xách hai thùng nước lên, tức là không phải muốn tắm lúc nào cũng được. Tôi còn sống thêm một tuần nữa trong căng thẳng dù đã tìm hết cách để làm sáng tỏ mọi chuyện xem ra không phải ngẫu nhiên này. Tới ngày tôi được trở về An Biên theo định kỳ để thăm cha Luca, cha sở cũ. Gặp ngài tôi kể và hỏi cha về tiếng lạ ấy. Cha sở hỏi han thật rõ mọi chi tiết rồi ngài im lặng suy nghĩ, sau đó bảo tôi đừng sợ, cứ về để ngài sẽ giải quyết cho. Trở về nhà xứ, dù mọi việc vẫn diễn ra như cũ, nhưng tôi hơi vững dạ vì một khi cha sở Luca hứa thì ngài nhất định sẽ can thiệp đến nơi đến chốn. Rồi một hôm tôi đang tắm cùng với tiếng rên rỉ khóc lóc kéo cưa như cũ. Bỗng tôi giật nảy mình khi có tiếng quát to gọi giật ngược một cách nóng nảy của ai đó từ dưới nhà gọi vọng lên. Giọng nữ to khỏe và chát chúa nghe dữ đến phát sợ. Hoa! Hoa đâu rồi? Con Hoa! Ở khu nhà xứ này Hoa là tên chỉ duy nhất của cô gái mồ côi lỡ thời. Càng giật thót khi tôi nghe một tiếng dạ thật lớn phát ra từ địa điểm nào đó hình như quanh quẩn gần bên tôi, rồi tiếng chân từ trên lầu một hối hả chạy xuống. Lúc này tôi mới định thần để nghe rõ mồn một tiếng bà bếp quát. Mày làm gì trên đó? Hả? Mày làm gì trên đó? Không có tiếng trả lời. Bà bếp quát. Mày làm gì mà áo vặn quần vo thế kia? Hả? Mày thành tinh rồi hả? Tao hỏi mày làm gì trên đó? Đồ yêu tinh nè. Yêu tinh nè. Tiếng roi quất tới tấp cùng với tiếng la mắng, tiếng khóc, tiếng van xin. Xa dần nhỏ dần, lòng tôi càng thêm nghi vấn. Tôi tự nhủ, ở đây có lẽ có nhiều chuyện còn bí hiểm hơn ở An Biên nữa. Thật không hiểu nổi. Sau đó tôi không còn nghe tiếng rên rỉ khóc lóc kéo cưa mỗi khi tắm rửa nữa. Tôi thấy có gì đó không bình thường, nhưng nghĩ chắc cha sở Luca làm gì đó giúp tôi, nên ông lực lượng thôi không phá tôi nữa. Cho đến khi gặp lại cha sở Luca lần tiếp theo, ngài hỏi tôi, con có còn nghe thấy tiếng lạ nữa không? Tôi thưa đã hết rồi kể lại mọi việc vừa xảy ra. Nghe xong suy nghĩ một lúc, cha sở lắc đầu nói với giọng cảm thán. Ôi thân phận con người, ai cũng như ai, đều yếu đuối dưới sức nặng của đam mê. Sau vụ tiếng lạ ở phòng tắm, tôi phải mất 2-3 tuần mới ổn định được tâm lý. Tôi nghĩ,
phái nữ vì là phái đẹp, phái yếu, họ rất mong manh, dễ tan dễ vỡ nên Chúa trang bị cho họ trí khôn mẫn cảm, linh cảm nhạy bén, trực giác chính xác, giác quan tinh tường, làm vũ khí tự vệ. Còn phái nam ngược hẳn, vì đã có thể hình to khỏe cứng chắc với sức mạnh làm vũ khí, nên so với phụ nữ họ thô thiển hơn, chậm chạp hơn, cầu thả lại hay quên sót. Bằng tuổi nhau phái nữ đã khôn lanh hơn phái nam. Vậy giả sử ở vào trường hợp tôi, một cô gái sẽ nhanh chóng nhận định và đưa ra kết luận về bản chất sự việc. Vậy mà tôi ngu ngốc, lơ ngớ cho đến giờ vẫn chưa phân tỏ sự việc, chỉ lờ mớ đoán giả đoán non. Các cha sở thời xưa rất kỹ tính, không dễ nói toạc ra mọi chuyện. Do đó trong khi tôi cứ nhằm ông lực lượng mà nghi hoặc thì cha sở Luca ở An Biên lại bảo không phải. Cha sở Cao Đằng đi vắng luôn, thường khi chỉ trở về vào mỗi chiều thứ bảy. Về đến nhà xứ, có khi rửa mặt xong cha lại cưỡi xe Honda Dam đi ngay lên giáo họ cách đó 4 cây số để giải tội, dâng thánh lễ Chúa Nhật, giải quyết mục vụ rồi quay về giáo xứ ăn tối, chuẩn bị cho sáng Chúa Nhật dâng thánh lễ ở giáo xứ chính, chiều Chúa Nhật cử hành chầu phép lành, sáng thứ hai lại ra đi tiếp, để lại tôi một mình ở nhà lo liệu mọi việc. Trong những việc tôi được giao, có việc dạy giáo lý Tân Tòng và giáo lý hôn nhân. Tân Tòng thì ít, nhưng hôn nhân thì nhiều. Dù suốt thời kỳ tiểu chủng viện từ THUO 12 đến nay đã 22 tuổi, được học giáo lý hầu như mỗi ngày, lúc này lại còn vừa học xong phân khoa triết. Nhưng khả năng am tường mọi lẽ đạo thì chưa đến đâu, bởi vậy dạy giáo lý Tân Tòng cứ một chiều trên nói dưới nghe thì được, nhưng để đối phó với những câu hỏi dọc ngang thì chết không kịp chối. Cũng thế, dạy giáo lý hôn nhân nói năng leo lẻo là thế, nhưng đụng phải những câu hỏi thuộc hàng em biết hỏi ai thì lớ ngớ như học trò ăn vụng cá kho. Cần phải nói rõ hơn, giáo xứ này là giáo xứ khá đặc biệt. Thật vậy. Phải sau một thời gian tôi mới biết rằng, nếu từ ngoài nhìn vào ai cũng tưởng trình độ giáo dân chỉ ở mức trung bình vùng quê, nhưng ở đâu? Không phải vậy. Giáo xứ ẩn chứa bên trong nhiều người có kiến thức lẫn tri thức nhưng khiêm tốn. Nhiều bậc thức giả về tôn giáo, nhiều người có đầu óc tiến bộ về mọi mặt nhưng kín đáo. Đặc biệt vùng này nhiều tôn giáo như Công giáo, Tin lành giáo, Phật giáo, Phật giáo Hòa Hảo, Phật giáo phái Bửu Sơn Kỳ Hương, Bà La Môn giáo, Bà Hai giáo, Đạo Ông Bà, sống chung thuận thảo hòa ái. Trước tiên xin kể việc tôi dạy giáo lý Tân Tòng. Khi ban quý chức dẫn người nào đó đến cha sở xin vào đạo, cha sở vui mừng nhận ngay sau một vài câu hỏi về nguồn gốc và thân thế. Cha sở gọi tôi và giao tôi dạy với vài lời dặn dò đại loại như người này vô đạo để có chồng đạo, anh này vào đạo để lấy vợ đạo, bác này vô đạo vì mộ đạo, người này vốn đạo ông bà. Người này đang đạo Phật giáo Hòa Hảo, ông A đây cao tuổi, học ít thôi, cô B cần học 3 tháng 5. Năm tôi xếp thời khóa biểu học cho từng người. Điều đặc biệt, cha sở không bao giờ cho phép tôi dạy nhiều người học chung một lớp, cha thường nhắc đi nhắc lại câu, dạy giáo lý là dạy tâm tính. Sau này tôi mới thấy quả đúng vậy thật. Đức tin là tâm tính mới của người gia nhập đạo Công giáo. Cũng vì thế, từng người một, ai học xong sẽ được lãnh bí tích thanh tẩy vào đúng ngày Chúa Nhật. Tân tín hữu thường mời cha sở và tôi dự một bữa tiệc nhỏ hay một bữa cơm gia đình sau đó, nhưng cha sở cũng lại giao tôi đi đại diện. Giáo dân thấy thế gọi đùa tôi là cha phó. Đã không ngăn, cha sở lại còn đùa theo ừ. Cha phó nhỏ của tôi đó, rán mà giữ, mất để không nổi đâu đấy. Nhưng cha sở đâu ngờ chính những bữa ăn đó lại là nỗi ngại sợ của tôi trong toàn bộ công việc dạy giáo lý. Rất nhiều lần tôi nuốt không trôi vì trong lúc ăn với nhiều thành phần thuộc các tôn giáo khác cùng dự tiệc, có những lão ông râu tóc bạc phơ, có những người ăn vận như những anh hùng áo vải kháng chiến chống Pháp thời Đề Thám, Phan Đình Phùng, có những người tóc dài chấm vai, gương mặt trắng xanh lúc nào cũng nghiêm nghị. Họ đặt cho tôi những câu hỏi về lẽ đạo rất hiểm hóc làm tôi mắc cỡ đến tái người vì không sao giải đáp nổi, lúc ấy vì bí tịt, mặt tôi có lẽ thộn ra trông buồn cười lắm. Lại còn thế này nữa, chính thái độ rộng lượng và tử tế của họ lại càng làm tôi như muốn chui xuống đất mà trốn. Còn nhớ trong bữa tiệc kia chừng vài mươi người, một ông tóc đen búi sau gáy, áo dài đen, thuộc Phật giáo Bửu Sơn Kỳ Hương hỏi tôi. Đạo nào cũng tốt nhưng tại sao phải theo đạo Công giáo? Tôi ấp úng một lúc rồi trả lời quanh co chi đó bây giờ tôi không còn nhớ mình nói gì nữa, chỉ nghe một tiếng cười dần rồi im bặt. Một ông lão mặc áo bà ba vải sa tanh trắng trách móc mọi người. Các người mời ông thầy về đây để chung vui hay để bắt bí người ta? Lần khác trong một bữa tiệc, một ông lão có vẻ người đọc nhiều sách, hỏi tôi sau khi đã rào trước đón sau 5 lần 7 lượt. Bẩm thầy, phúc âm ghi các con tha tội ai, nấy được tha. Tôi trộm hỏi, tại sao phạm lỗi với người này mà người khác tha, nếu tôi xúc phạm người hàng xóm, tôi đến với linh mục là được tha. Như vậy có chớ trêu quái đản lắm không?
hay ta đã hiểu sai lời Chúa nói? Thưa Thầy, mồ hôi đẫm ướt hết lưng áo, tôi khó nhọc lắm mới nói xong lời xin lỗi rồi xin khất, để về hỏi cha sở và sẽ tìm đến tận nhà ông cụ mà trả lời sau. Một lần khác, trong bữa tiệc có nhiều bàn ăn, bàn bên cạnh ồn ào luận lẽ, sau đó cử đại diện sang nhờ tôi giải đáp cho họ câu hỏi. Nếu Chúa nhân từ hẳn đã tha cho phẩm thiên thần Lucifer đã phản nghịch cùng Chúa, để họ không trở thành quỷ. Hoặc giả bây giờ Chúa tha cũng còn kịp mà. Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì bàn bên trái có người đứng lên hỏi. Thưa, thầy học rộng hiểu cao, nghe cha sở nói đã qua Phi-lô, vậy xin thầy giảng nghĩa đôi chút về tội nguyên tổ, rằng nếu Chúa là đấng công minh, nhân ái và đặc biệt, chính người là tình yêu, sao người còn chấp chi thứ tội còn con như ăn trái cấm của ông bà nguyên tổ, lại chấp chi mà chấp cho đến nay trên hàng triệu triệu thế hệ con cháu, tất cả đều là những kẻ không hề biết ất giáp gì. Và lại thứ tội ấy đâu trọng nặng bằng bao nhiêu thứ tội ngày nay chúng ta có thể biết. Như được đà, lần lượt hết bàn này đến bàn khác trong nhà đám đều có người nêu câu hỏi, đại loại câu nào cũng nặng đến hàng tấn, đè tôi đến bẹp dí. Mọi thứ tội sau khi nhúng vào phép giải tội đều sạch tuyệt đối, vì thế người công giáo tha hồ phạm tội và phạm tội nhiều hơn người lương, đúng không? Vì họ đã có phép thần thông. Cây đũa thần, nước phép hồ lô, mà người lương không có. Câu truyền phép khác câu thần chú chỗ nào? Tại sao người công giáo đi lễ hoài vẫn trơ ra không hề biến đổi tốt hơn? Còn nữa và còn nữa. Phải nói tôi từ chết đến bị thương. Tôi chết chìm trong bao là thắc mắc của mọi người. Tuy nhiên tôi có cảm giác không ai có ác ý. Tất cả họ chỉ có ước muốn tìm hiểu thêm về giáo lý. Ngặt nỗi xưa nay cha sở ở quá xa họ. Bây giờ họ đạo lần đầu tiên có tôi là thầy giúp xứ. Đi đến với họ và thường xuyên gần gũi họ hơn. Họ muốn giải bày để được hiểu biết thêm mà thôi. Uổng cho tôi, quá non nớt nên bất lực mà còn gặp đúng ngay giáo sư quá đam mê lẽ đạo. Ban đầu tôi ngượng ngùng, xấu hổ, mặc cảm đến sợ sệt việc đi dự các bữa tiệc vì vâng lời cha sở. Thêm vào, chẳng bao giờ tôi kêu gào mà được các ông quý chức chịu đoái hoài để đi cùng. May, trong tôi còn chút bản tính gan liều nên lần nào cũng bấm bụng đi ăn tiệc mà như đi vào trận mặc với tâm lý thua là cái chắc. Một hôm khi tôi đang bị vây khốn tứ bề, mặt mày có lẽ xanh như tàu lá chuối, mồ hôi mẹ mồ hôi con tuôn rơi là chả. Bỗng một ông già dáng hiền từ đáng kính, đến đứng sau lưng vỗ vai tôi nhẹ nhẹ bảo. Ông thầy ơi, ông thầy đừng sợ, ông thầy không cần phải trả lời hết mọi câu hỏi của họ đâu. Không ai buộc thầy, vì kiến thức nằm trong các câu hỏi chứ không hẳn lúc nào cũng nằm trong các câu trả lời. Lẽ thường, giáo xứ nào và lúc nào cũng có một số giáo dân chống đối cha sở. Nếu nghĩ có một giáo xứ nào nơi đó giáo dân tất thảy đều răm rắp một lòng tùng phục cha xứ thì ý nghĩ đó là không thực. Vì trong bất kỳ một tập thể nào, sự phát sinh nhóm người chống đối luôn nằm trong quy trình phát triển tự nhiên. Nhờ đó, mọi sinh hoạt tâm lý lẫn thể lý của tập thể trở nên quân bình, khiến không gì có thể đi đến chỗ hoặc thái quá, hoặc bất cập. Cho nên có thể có những người chống đối cha sở nằm trong số những người chất vấn tôi. Nhưng trong trí óc non nớt của tôi lúc đó, tôi nghĩ cha sở cần biết hết những suy nghĩ của giáo dân thì hay biết mấy. Một hôm dự tiệc của một tân tín hữu ở xa nhà thờ phía bên kia cánh đồng nhỏ khoản đãi. Bữa tiệc tổ chức vào lúc chưa kéo dài đến gần chiều. Có tất cả 3 bàn ăn, 2 bàn đàn ông và 1 bàn phụ nữ với hơn 30 thực khách. Sau gần 1 giờ, số thực khách phụ nữ rút lui để lại 2 bàn ăn của đàn ông. Họ vừa uống rượu vừa bàn luận việc đời, việc đạo. Riêng việc đạo, ban đầu người ta xoay quanh chuyện cha sở, dần đi đến những việc thuộc lãnh vực giáo lý rồi giáo luật. Tôi nhận xét thấy hơn 20 người còn ngồi lại thuộc nhiều thành phần, phần đông là giáo dân, một số người còn lại thuộc các tôn giáo khác, đa số có học thức trình độ từ tú tài, trung học. Trở xuống, cũng có những người có vẻ nông dân đặc sệt. Sau khi nói chán chê về những tật xấu của cha sở cách tự nhiên không dè chừng sự có mặt của tôi, họ bắt đầu cãi nhau về bác ái của công giáo khác với từ bi của Phật giáo, tội và căn tội theo quan niệm của hai bên, ăn chay theo quan niệm mỗi bên, thiên đàng và niết bàn, tu hành của các đạo, tương lai của con người sau khi chết và cuối cùng không tránh khỏi so sánh Chúa và Phật. Bỗng tôi bị một Phật tử ăn mặc theo lối cư sĩ chất vấn. Tại sao tu sĩ Phật giáo xuống tóc còn tu sĩ công giáo vẫn để tóc? Tôi trả lời. Vì bên Phật giáo tu là bỏ và lánh xa đời, còn chúng tôi tu là đi với đời. Vị cư sĩ Phật giáo kia hỏi. Nhưng điều gì để người ta nhận ra các tu sĩ công giáo thật sự đang tu? Vì độc thân là điều ai cũng có thể kiểm soát, nhưng chế ngự tình riêng ai mà kiểm soát được? Nguyện vọng, xin chỉ ghi lại đại ý. Khi tôi còn chưa biết trả lời ra sao thì một người đàn ông cao tuổi giúp trả lời thay. Chính vì vượt ra sự kiểm soát,
nên tiết chế phải là một quyết định có tính tự nguyện hoàn toàn và mạnh mẽ. Sự tiết chế vì thế sẽ có giá trị hơn. Vị cư sĩ Phật giáo kia chưa chịu. Đó vẫn còn trên lý thuyết, đạo là lý thuyết chuyển thành thực sống dù bất cứ trong phạm vi nào. Nếu vẫn còn lý thuyết sao gọi được là đạo? Có người còn nói nhìn mấy ông cha bên ngoài ăn mặc trải chuốt, bảnh bao, nhà lầu xe hơi sang trọng hơn người, làm sao chắc được bên trong có tiết chế? Tôi cũng không thể trả lời, để mặc những giáo dân trong hai bàn ăn xoay trở giúp. Họ cũng đưa ra nhiều câu trả lời, nhưng một lúc sau có một người đàn ông trung niên giải đáp khá rành rọt. Tu là chính, đã có chí tu thì y phục, phong cách chỉ là phụ thuộc, vì có câu chiếc áo không làm nên thầy tu. Xem ra vị cư sĩ Phật giáo kia không hài lòng cho lắm, nhưng thay vì đối chất thì ông vừa cười nụ vừa lầm bầm với những người ngồi cùng bàn nhưng không tu, ai mặc áo làm gì. Từ câu trả lời trên tôi học thêm một điều, có hai cách tu, một là tu bên trong, hai là tu bên ngoài. Người biệt phái có nhiều lần trách Chúa sao không tu bên ngoài. Tất cả các câu chất vấn đều được tôi ghi nhớ và đem về trình cha sở khi ngài về. Có câu cha giải đáp được, có câu cha lúng túng một lúc. Nhưng có một câu chất vấn gay gắt nhất tôi không dám trình ngài. Câu này do một người ngồi cạnh trong một lần ăn bữa tiệc lớn. Khi mọi người đặt câu hỏi rồi ồn ào bàn luận, người đó hỏi nhỏ vào tai tôi. Tôi cố tìm gặp lại người đó, nhưng dò la hỏi han cặn kẽ thì không ai đoán ra được. Khi đặt câu hỏi cho tôi xong, người lạ đó bảo không cần trả lời ngay, có thể sau này khi nào làm linh mục xong, trả lời cũng được. Tôi sẽ đọc câu chất vấn ấy ra vào lúc nào câu chuyện tôi kể đến chỗ cần phải nêu. Lần thứ ba về thăm lại cha sở Luca ở An Biên, cha kể tiếp. Ông lực lượng đã làm một vụ kinh thiên động địa tại giáo xứ này vào lúc đó. Trong những ngày ở tại An Biên, thầy đã có nghe giáo dân kể lại rồi chưa và thầy thấy sao không biết, chứ chuyện này không làm tôi quên một chi tiết nào. Đó là xúi dục một người đàn ông bỗng dưng đòi phong thánh. Tôi thưa ngay. Thưa cha, người đó là ông Tư đúng, phải không ạ? Cha sở gật đầu xác nhận xong, hỏi tôi có nghe người nào đó kể lại rõ ràng chưa. Tôi thưa nghe nhiều người kể, nhưng mỗi người kể một nẻo, mỗi chuyện theo một phách, làm tôi không còn muốn nghe nữa và không lưu giữ chi trong đầu. Cha sở bắt đầu kể. Đó là vụ mà qua nó, tôi học hỏi và rút tỉa cho mình rất nhiều bài học và kinh nghiệm. Tưởng cũng nên chia sẻ cho thầy, để rút bớt thời gian tôi luyện trong đường tu. Ông Tư đúng là một giáo dân khoảng trên 40 tuổi, bị phong hủi, nhờ uống thuốc của cha Tê Phan dòng Francisco, bệnh không tiếp tục phát triển, nhưng cũng để lại những di chứng trên thân thể. Không vợ con, rất nguội lạnh chuyện giữ đạo, chuyên bán vé số bằng xe đạp khắp Cù Lao này từ An Biên qua kênh Hội Đồng, Thuận Hảo, Tấn Hòa và Tấn Quý. Bỗng một hôm nào đó, ông bỗng quay ngoắc 180 độ trở lại với nhà thờ. Sáng lễ chiều trầu phép lành, sau phép lành còn đọc kinh nhiều đài Đức Mẹ ở nhà thờ lẫn trong xóm. Một thời gian sau ông còn gia nhập nhóm Môi Sen, những người già luân phiên trầu thánh thể 24 giờ mỗi ngày, còn ở Lê Gió Ư. Cũng có mặt ông luôn. Giờ phụng vụ nào của nhà thờ đều không vắng ông đến sớm, mở cửa sổ, đốt đèn, phụ ông từ nhà thờ đủ việc. Sau ba hồi chuông ông đọc kinh sang sảng với mọi người, dần ra các ông ban quý chức vui lòng nhường cho ông sướng kinh sáng chiều ngày thường chỉ trừ Chúa Nhật. Nói chung bỗng dưng do một động cơ nào đó ông bỗng trở thành một tín hữu hết sức sốt sắng và vô cùng nhiệt thành. Lạ mãi hóa quen, giáo xứ bỗng gọi ông là ông Thánh Đúng. Một hôm ông đến gặp tôi thưa. Con có một sứ điệp của Chúa gửi đến cha. Tôi hỏi. Sao Chúa không bày tỏ thánh ý người trực tiếp cho tôi mà lại nói qua ông? Ông Tư Đúng trả lời. Vì cha là người tội lỗi, nên Chúa không nói trực tiếp cho cha. Tôi ngập ngừng giây lát rồi gật đầu chấp nhận mình là người tội lỗi, liền hỏi thêm. Sứ điệp ấy thế nào? Ông Tư Đúng lấy trong túi ra một tờ giấy vàng nhạt, hơi nhàu nát, nhỏ bằng bàn tay, bảo tôi quỳ xuống để đón nhận sứ điệp. Lúc đó ông vẫn đứng giữa phòng tôi như từ khi mới bước vào. Tôi bối rối vì nghĩ mưu kế này của ông cũng khá hiểm, là con dao hai lưỡi. Nếu tôi không quỳ, có nghĩa là tôi không muốn nghe lời Chúa. Nếu tôi quỳ, tôi trở thành một diễn viên trong vở kịch của ông. Tôi đưa ra đề nghị vừa tránh phải nghe lời ông, vừa để dục hoãn cầu mưu. Người có chức thánh chỉ quỳ trước người có chức thánh. Việc này khó quá. Thôi thì ông tóm ý Chúa nói gì, không cần đọc nguyên văn. Rằng co mãi cuối cùng ông Tư Đúng phải chịu. Ông tóm ý. Chúa muốn cha phải phong thánh cho tôi. Tôi ngỡ ngàng đến giật thót cả người. Nhưng rồi tôi cố trấn tĩnh, cố kiên nhẫn để tìm cách đưa ông ra về sao cho êm thắm. Tôi tỏ vẻ tiếc rẻ. Chậc, không có vị thánh nào được phong khi còn sống. Được, tôi sẽ xin Đức Giám Mục đệ trình tòa thánh sau khi ông chết. Ông Tư Đúng không bối rối như tôi tưởng,
nhưng nhân mặt tỏ vẻ khó chịu vì tôi quá bảo thủ. Cha cứ cho tôi là người đầu tiên được phong thánh khi còn đang sống đi. Chậc, 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 tôi đồng ý, nhưng vị thánh nào cũng phải có vài phép lạ bỏ túi. Ông đã có mấy phép lạ và đó là những phép lạ gì? Tới đây những tưởng ông sẽ rút lui, nhưng không, ông tư đúng sừng sỏ hơn tôi tưởng. Chuyện đó có gì là khó? Một là tôi tự chữa mình hết hẳn phong cùi. Hai là tôi từng là người môi giới mại dâm bỗng bỏ ngang và trở nên người thánh thiện. Ba là làm phép ly nước lã trở nên thuốc chữa bệnh cho không biết bao nhiêu người. Không phải một, hai, ba, mà là hàng chục phép lạ. Nghe ông nói, tự dưng tôi nghĩ ông bà mình nói đúng, một người nói ngang ba làng cãi không lại. Tôi tự nhủ phải thật kiên nhẫn và bình tĩnh với người giở chứng này. Đây là một việc mà các cha sở phải quan tâm giải quyết chứ không nóng nảy xua đuổi người ta đi cho xong chuyện. Tôi giải thích. Theo ông Tư, mọi điều kiện để được phong thánh coi như đã đủ, phải vậy không? Ông Tư đúng gật đầu đồng ý cái dục. Tôi nói tiếp. Việc này phải có chữ ký của một số đông giáo dân đồng thanh xin phong thánh cho ông Tư. Tôi nhận ra mình đã lầm đánh giá thấp người giáo dân này của tôi khi ông lập tức móc trong túi ra tờ giấy to gần bằng chiếc bàn giấy của tôi, trong đó chi chít có lẽ đến cả vài trăm chữ ký. Dấu gạch thập, dấu lăn tay, đã thế còn kèm theo họ tên người ký năm. Năm tôi càng choáng váng hơn khi thấy tên của một hay hai ông biện trong ban quý chức. Lạy Chúa, tới nước này tôi phải bước hẳn vào một chiến thuật nghiêm túc. Tôi yêu cầu. Đông người là thế, nhưng tôi thì chưa thuận tin. Ông Tư làm gì đó cho tôi tin xem. Nói có Chúa, ông Tư đúng không ngần ngại cầm lấy cây thước sắt vuông trên bàn giấy. Bỗng cây thước sắt hóa nên mềm nhũn. Ông quấn cây thước vào ngón tay cái của mình như ta cuốn một sợi dây. Tôi thấy ngay đây là chuyện có liên quan đến ông lực lượng chứ không phải chuyện đùa. Tôi hoàn hồn trong tích tắc và giữ vững tinh thần. Được, tôi sẽ cho ông biện việc thu thập đủ mọi chứng cớ, rồi trình lên đức giám mục. Tỏ vẻ hơi do dự chút ít, ông Tư đúng cũng hài lòng và gật đầu nói. Phải mau lên, vì thời gian không còn nhiều. Nói xong ông ra về. Cha sở đứng lên lại bàn nước uống một ngụm nước rồi ngồi xuống kể tiếp. Tôi triệu tạp ban quý chức ngay tối hôm đó. Tôi vỡ lẽ. Thì ra đã từ lâu có quá nhiều người chạy theo ông Tư đúng. Tôi càng sửng sốt khi đếm được gần nửa số các ông trong ban quý chức bênh vực ông Tư đúng. Tôi phải mất non một giờ để làm cho họ đồng nhất trở lại, rồi mới bàn tiếp giải pháp xử sự. Chỉ vì không đi thăm họ đạo, không theo dõi sát sao họ đạo, không quan tâm sức khỏe của họ đạo dù chỉ một thời gian ngắn, tôi đã buông họ đạo rơi vào cơn khủng hoảng đức tin nặng không thể tả. Sau khi bàn luận xong xuôi, thống nhất ý kiến và quyết tâm với đường hướng và kế hoạch mới, các ông ra về, tôi cầu nguyện và ăn chay, vì tôi tin ông lực lượng chủ mưu việc này. Những lúc thế này ông lực lượng không đi xưng tội nữa, vì nếu vậy thì sự đối thoại sẽ làm vấn đề rõ ra. Không cần tôi cho mời, ông Tư đúng lại đến xin biết kết quả. Tôi nói, muốn được phong thánh, ông Tư phải xưng tội mỗi 3 ngày một lần, rước lễ mỗi ngày, chầu thánh thể mỗi ngày 12 giờ. Học thuộc và đọc lớn tiếng 100 lần mỗi ngày câu phúc âm Gioan đoạn 14 câu 6, thầy là đường, là sự thật và là sự sống, không ai đến được với CHA mà không qua thầy. Vừa nói tôi vừa đưa mảnh giấy ghi như ghi thực đơn những việc vừa kể. Ông Tư đúng cười khẩy. Nhằm nhò gì 3 chuyện lẻ tẻ đó. Thấy tôi còn chưa tin, còn có vẻ người phàm xác thịt ông bật mí. Cha biết tôi sống bằng gì 2 năm qua mà không cần đi bán vé số hay làm lụng nuôi tôi và hai ông bà già. Không. Tôi chưa kịp trả lời, ông nói. Tự nhiên có người cho tiền, cho mượn tiền, trả tiền, gửi cất giữ dùng tiền, bỏ quên tiền. Liên tục, Chúa nuôi tôi đó. Và đó cũng là một phép lạ lớn lao rùng rợn nữa. Đợi cho ông nói xong, tôi nói tiếp. Và một điều kiện này để được phong thánh, đó là từ hôm nay trở đi, ông Tư ngưng hết mọi việc sướng kinh hoặc đọc thưa kinh to tiếng trong nhà thờ. Trước và sau mỗi thánh lễ hoặc chầu phép lành, hãy quỳ gối trước cửa nhà thờ nơi mọi người ra vô. Ông Tư đeo trên cổ một tấm bảng nhỏ có ghi. Tôi là kẻ có tội như vua thánh Teodosio ngày xưa từng quỳ gối trước cửa nhà thờ chính tòa của thánh giám mục Ambrosio. Khi vừa nghe đến đây, ông Tư đúng nhảy dựng lên, mắt long lên, miệng hoác ra, cua tay chỉ trỏ. Ê, đâu có được, tôi là thánh mà sao phải quỳ gối? Làm sao xưng mình là kẻ có tội? Tôi bình tĩnh trả lời. Không vị thánh nào là không nhận mình tôi là kẻ có tội. Nếu ông Tư làm đủ và đúng những điều trên, tôi lập tức chuyển hồ sơ phong thánh ông Tư sang tòa giám mục và đề nghị tòa giám mục chuyển về Roma xin Đức Giáo Tông. Vì phong thánh thuộc thẩm quyền của Đức Giáo Tông bên tòa thánh Vatican.
Ông Tư Đúng bắt đầu chỉ trích tôi. Ông cho tôi là người chống lệnh Chúa và cuối cùng ông cho tôi là người của Satan và là người giáo hội lầm. Rồi nóng nảy bực tức ra về. Ra đường ông còn la to hơn. Nghe nói ông la mắng tôi từ đầu trên xóm dưới bằng bao lời tục tĩu bẩn thỉu. Những tháng ngày tiếp theo, tôi không sống yên. Nào là thư nặc danh, nào là truyền đơn rơi vãi khắp nơi tra sở ăn nằm với bà bếp, nào là xúi người biểu tình chống đối tôi. Giữa đêm ném đá vào phòng tôi, thư tới tấp gửi về tòa giám mục yêu cầu thuyên chuyển tôi đi nơi khác. Ôi thôi, đủ thứ trò chơi xấu tôi phải lãnh chịu không thể kể xiết. Cha sở bảo tôi ăn cơm trưa với ngài rồi hãy về. Trong bữa ăn ngài tóm tắt. Ma quỷ thường gây xáo trộn, hỗn loạn, bùng nhùng và mông muội, rối tinh lên. Để tạo sự lầm lẫn rồi thu hoạch những tâm hồn hoang mang, yếu đuối. Nhưng tôi nhớ và tâm đắc nhất câu cha dạy. Vẻ bề ngoài người của ma quỷ không khác người của Chúa Thánh Thần. Dùng đức, khiêm nhường làm thuốc thử sẽ phân biệt được ngay. Ngoài việc dạy giáo lý tân tòng, tôi còn dạy giáo lý hôn nhân như đã nói trước đây. Có lần tôi hỏi cha sở sao không nhờ những ông biện, ông giáp hoặc những người lớn tuổi đáng kính trong họ đạo dạy giáo lý hôn nhân. Cha sở trả lời rằng vì giáo dân đặt tin tưởng vào giáo sĩ hay tu sĩ hơn, đã có lần trao việc đó cho các ông biện cao tuổi. Nhưng cách dạy của các ông không có sư phạm, nên cha không giao nữa, mà chính cha trực tiếp dạy. Tôi chia việc dạy giáo lý hôn nhân thành hai phần, một là phần giáo lý về bí tích hôn phối, hai là phần đời sống gia đình. Về bí tích hôn phối tôi không dành bao nhiêu vì chưa học thần học, về đời sống gia đình tôi cũng không am hiểu, nên cũng rất ấp úng. Nhưng vì cha sở đã giao, nên tôi phải tự rèn luyện mình cho có kiến thức tối thiểu để dạy. Tôi đi tìm sách vở nơi các nhà sách và tự nghiên cứu. Tôi lại chia phần giáo lý làm hai phần, phần một ý nghĩa, mục đích, tôn chỉ, đường hướng hôn nhân, phần hai cách sống đời tín hữu trong hôn nhân công giáo. Tôi cũng lại chia phần đời sống hôn nhân làm hai phần, phần một lý thuyết, phần hai thực tế. Nói chung, tôi dạy cũng tạm được, tức cũng có cái để nói, nhưng ngẫm lại, chỉ toàn là kiến thức từ sách vở chứ chưa có kiến thức từ kinh nghiệm. Vì vậy một hôm, có đôi nam nữ kia hỏi tôi, thưa thầy, làm sao để được hạnh phúc trong chăn gối lẫn trong đời thường? Theo đánh giá lúc đó, tôi thấy họ hỏi thật lòng chứ không có ý bắt bí. Tôi suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Dù ở đâu, quý anh chị cần quan tâm và hy sinh cho nhau. Cũng may là câu trả lời như vậy càng về sau này tôi càng thấy tuy không chu đáo nhưng không sai. Tuy nhiên chuyện dạy giáo lý hôn nhân không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Có một đôi nam nữ sau khi học xong làm đám cưới. Sau đám cưới vài ngày nổ ra chuyện lớn, cô dâu bỗng dưng bỏ chồng để trở về lại nhà cha mẹ vì xích mích to với chồng. Chuyện ngày càng nổ ra lớn. Ban đầu chỉ trong phạm vi hai vợ chồng, dần dần đến hai gia đình, rồi đến hai dòng họ vì đôi bên đều là những gia đình thuộc giới danh gia vọng tộc trong họ đạo. Chuyện cãi vã nhanh chóng biến thành bạo động rồi thù hận. Ban quý chức nhiệt thành can thiệp nhưng không giải quyết được. Người ta đưa nhau đến cha sở vào mỗi Chúa Nhật, nhưng vẫn không tốt hơn. Cha sở bàn bạc với ban quý chức và sau đó giao tôi thử gọi đôi vợ chồng đến để hỏi han cho ra lẽ. Tôi suy tới tính lui liền gọi cô dâu trước. Khi cô dâu đến, tôi hỏi, tại sao em bỏ chồng? Cô dâu trả lời dễ dàng đến không ngờ. Thưa thầy, em lấy lầm phải một con trâu điên. Trời, sao em nói vậy? Thưa thầy, đêm động phòng thôi mà nó hành hạ em đến 7 lần. Phải đi nhà thương thầy ơi. Tôi ngây ngô. Tại sao hành hạ? Hành hạ là làm sao? Và hành hạ gì? Mà đến 7 lần lại còn phải đi nhà thương. Tức giận nên sổ ra một tràng, sực tỉnh, cô dâu đỏ mặt. Lúc đó tôi cũng vừa hiểu ra, liền nhỏ nhẹ hỏi. Hậu quả như vậy nên phải to chuyện đến không nhìn mặt nhau nữa. Cô dâu trả lời. Nó còn bảo nó có quyền làm gì thì làm. Em thấy không thể sống nổi với loài súc vật ấy được. Tôi hỏi. Nếu nó không làm như thế nữa, em có trở lại với nó không để thầy biết mà khuyên nó? Cũng nên có ai khuyên giải chứ. Chừng nào nó không nghe mới tính tiếp. Cô dâu ấp úng lâu lắm, khóc, suy nghĩ đắn đo một lúc lâu mới thẫn thờ trả lời. Dù sao em cũng một đời chồng, cũng khổ tâm lắm thầy ơi. Tôi lờ mờ hiểu ở thôn quê nước ta, phận nhi nữ nhiều nỗi oan khiên như câu tục ngữ phong giao xưa. Trai chê vợ, mất của tay không gái chê chồng, một đồng đền bốn. Tôi đợi cho cha sở về vào Chúa Nhật kế tiếp, kể tự sự cho ngài nghe, ngài ồ lên một tiếng như đã thấy được manh mối. Nghe lời cha chỉ dẫn mọi lẽ, vài hôm sau tôi gọi chàng rể đến. Chú rể đến với tâm trạng bực dọc và trả lời tôi bằng những câu nhát gừng.
Nhưng khi nghe tôi giải thích những khó khăn của phụ nữ trong việc chăn gối, quan niệm của họ về tính giao, sự thụ động của họ trong tính giao, sự ham thích không đồng đều của đôi bên, nhất là cơ quan tế nhị của họ là nhạy cảm, mỏng manh và dễ bị tổn thương năm những điều mà khi dạy giáo lý hôn nhân vì ngại miệng tôi không nói. Tôi phải dùng tình cảm thầy trò, phải kiên nhẫn, mềm mỏng, khéo léo và phải mất đến đôi ba ngày tôi mới thuyết phục nổi chú rể. Nhờ cho chú rể xem thêm sách, xem thêm tranh minh họa, chú rể dần dần hiểu ra và bắt đầu đổi lòng từ giận ghét ra thương cảm vợ. Tôi rất mừng khi chú rể đồng ý gặp vợ có sự chứng kiến của tôi. Tôi hẹn một ngày hai người gặp nhau để giải hòa. Trong cuộc giải hòa, anh chồng trẻ nhận lỗi là mình không biết, hứa sẽ không tái phạm nữa. Hai anh chị nắm tay nhau. Tiếp theo sau đó là gia đình đôi bên dần hòa thuận lại và đôi vợ chồng tái sum họp. Sau trận đó, tôi mắc cỡ và cảm thấy mình có lỗi. Đó là lỗi không biết gì về hôn nhân mà dạy giáo lý hôn nhân. Tuy nhiên ngộ ra đời sống hôn nhân có hai mặt, nổi và chìm. Mặt chìm có nhiều khả năng tác động mạnh và gây ảnh hưởng nặng nề đến mặt nổi. Hôn nhân là cuộc phối hợp hai tâm hồn và hai thân xác. Giáo lý hôn nhân cần chỉ ra cách phối hợp hai tâm hồn, tức phối hợp tính và nết. Tính gồm có tâm lý, quan niệm, quan điểm, tình cảm, trí óc, suy nghĩ. Nết gồm có sở thích, thói quen, khuynh hướng, khả năng, sở trường, sở đoản. Giáo lý hôn nhân còn phải chỉ ra cách phối hợp hai thể xác gồm có quan năng và cảm xúc. Quan năng là sắp xếp sao cho các cơ quan tác hợp tương ứng. Cảm xúc là làm cho sự vui thích, cảm động. Được giao phối cách hài hòa. Người như tôi chưa có khả năng dạy giáo lý hôn nhân. Nếu nói những đôi vợ chồng khác do tôi dạy vẫn suôn sẻ thì xin thưa, họ có may mắn là tự tìm ra sự phối ngẫu dần dần. Còn không, chắc là họ chịu đựng nhau, tức một thứ hôn nhân lấy đạo đức ra chế ngự. Tôi trộm nghĩ, rất nhiều những cuộc hôn nhân do đạo đức chế ngự, ít có cuộc hôn nhân lý tưởng. Tôi lại nghĩ thêm, có thể có nhiều vị thánh trong các cuộc đời hôn nhân, nếu hiểu rộng ra nghĩa thánh là nhịn nhục liên tục, chịu đựng nhau liên tục, tha thứ nhau liên tục, quảng đại với nhau liên tục, nâng đỡ và giúp đỡ nhau, nêu gương cho con cái liên tục. Thánh do xử sự theo tin mừng đối với người gần gũi mình nhất. Tôi thầm cảm phục những đôi vợ chồng trên đời này, nhất là các đôi vợ chồng thời xưa. Có lần cha Sở Luca nói, đời sống gia đình vui ít buồn nhiều, quyền lợi ít trách nhiệm nhiều, chỉ một bước người ta có thể nên thánh. Lúc ấy nghe vậy tôi không hiểu, nay mới hiểu. Sau vụ kể trên, bắt đầu từ hôm đó, có nhiều người vợ, thỉnh thoảng vài người chồng, đến với tôi để than thở, tâm sự về chuyện gia đình mình. Ngày tôi càng xác tín hơn lên cuộc sống gia đình là cuộc sống không dễ dàng. Trong số những người vợ đến tâm sự, có một người vợ cứ vài ba ngày lại đến than thở với tôi về người chồng nát rượu và hành hung vợ mỗi khi say. Ban đầu tôi chỉ nghe mà không biết khuyên nhủ làm sao. Đến lần thứ ba, tôi đề nghị với chị một giải pháp. Tôi sẽ hợp tác cùng với chị để cầu nguyện và ăn chay. Cùng lúc chị phải cố gắng im lặng nhẫn nhịn và vẫn cứ một mực yêu thương và kính trọng chồng. Đừng nói bất cứ lời nào xúc phạm, nhất là lúc chồng đang say. Một người vợ khác đến tâm sự chồng mình đam mê cờ bạc làm tán gia bại sản. Tôi cũng dùng cách trên để khuyên giải. Còn thêm một vài trường hợp nan giải nữa gần giống vậy, tôi thường không biết làm sao, chỉ có một lời khuyên giống nhau cho mọi người vì cứ như trí óc nông cạn của tôi suy. Nhất hạng là cầu nguyện và ăn chay, nhì hạng là theo Chúa dạy nhẫn nhịn, tha thứ và yêu thương. Thật ra tôi cũng không biết những người vợ ấy có về làm theo tôi bày ra hay không và sự thể ra sao. Vì ít ai quay trở lại cho tôi biết kết quả. Sự đời dễ đoán định, hễ bây giờ sáng quá thì ngày sau sẽ không sáng. Bây giờ sướng quá thì ngày sau sẽ không sướng nữa. Chúa Kitô xưa dùng dụ ngôn người giàu có và ông Lazaro hành khất để nói điều này. Nhờ đi giúp xứ, nhờ đi tới đi lui, tôi thấy nhiều cảnh đời quá cơ cực, hình như sinh ra để lãnh phần cơ cực. Nếu chỉ ở trong tháp ngà như chủng viện với bao tiện nghi, làm sao thấy được những kiếp người nghèo đến tận tủy, làm sao hiểu được những cảnh đời khổ đến tột cùng. Nếu nhìn trời đất muôn vật biết ngay có đấng dựng nên thì nhìn cảnh bần khổ đến rát ra, cảnh đau thương đến xót ruột, cũng sẽ biết ngay phải có sự đền trả công bằng trong ngày sau. Khi tôi trở về thăm cha Luca ở An Biên, nói lên điều này liền được cha khen. Cái thằng, mới ra cha có vài tháng mà đã giỏi thêm rồi. Đúng đấy con ạ. Con phải cố sống sao cho đơn giản trong phận mình mới mong sau này khá hơn. Tiện nghi sung sướng mà làm gì. Theo Chúa mới là chuyện chính cần phải làm và cần phải tô đắp cho ngày càng vững mạnh hơn. Cha kể vụ này con nghe. Một hôm vào xưng tội, ông Lực Lượng cười và chê. Sống trên đời Chúa cho vạn vật thì phải hưởng dùng. Như ông chỉ mấy bộ áo cũ xì, ăn uống sơ sài, đi đứng thì cứ bằng xe lôi thùng, ngủ trên ván gỗ tạp,
đồ dùng chẳng có gì quý trừ quyển sách kinh nhật tụng. Tôi trả lời, sống được bao năm là để ca ngợi thờ phượng Chúa, chứ cứ nhắm hưởng thụ thì được ích gì. Ông lực lượng nói, nếu ông muốn, cứ nói một tiếng tôi có thể cho ông tất cả. Tôi cảm ơn và bảo, của cải lôi mình đi xuống chứ không kéo mình đi lên bao giờ. Ông lực lượng ngụy biện, có tiện nghi để mọi người nhìn vào thấy gương theo Chúa được sung sướng khiến cho họ ham thích theo Chúa. Chứ như ông, ai thấy cũng sợ không còn dám nghĩ đến việc đi theo Chúa nữa. Tôi cãi lại ngay, theo Chúa vì được tiền của, vì được tiện nghi sung sướng hay sao? Xưa Chúa có làm phép lạ ra tiền để lôi cuốn người ta đâu. Chính vì thấy theo Chúa không hào nhoáng mà số người theo sẽ được luyện lọc thanh trừ đến ít đi nên Chúa mới nói, gọi thì nhiều chọn thì ít đó thôi. Ông lực lượng cố lý luận, nhưng dù sao có thực mới vực được đạo, nếu các ông biện ông giáp của ông nghèo đói liệu họ có làm việc Chúa với ông được nữa hay không? Bỗng dưng ông ấy thách đố, ông dám thử hay không? Tôi với ông cùng thử. Tôi với ông lực lượng làm giao kèo bằng miệng thử thách đức tin của 5 người bất kỳ trong ban quý chức. Nếu đa số khi bị hoạn nạn bỏ cả việc nhà thờ thì tôi sẽ là người thua cuộc. Tôi liền đi xin phép đức giám mục để cho ông lực lượng thử các ông biện ông giáp trong ban quý chức của họ đạo An Biên này. Bắt đầu ông câu bảnh, hai người con trai ông đang làm ruộng ngoài đồng bỗng bị lính bố giáp vây bắt được cả hai cho vào quân trường đi lính. Cùng lúc đó đứa con gái trưởng nữ của ông sẩy thai bị hành đau tới đau lui tốn cả 100.000 đồng. Chưa hết, vợ ông đau buồn quá sinh ra tâm bệnh. Ông câu bảnh vẫn đến nhà thờ, vẫn làm việc bổn phận. Kế đến ông biện thường, gia đình đang yên ổn bỗng vợ chồng xào xáo, bà bỏ ông trở về nhà cha mẹ ở Bảy Núi, cửa tiệm trà phô dùng để mưu sinh hàng ngày đành phải đóng cửa. Ông biện thường vẫn đến nhà thờ và lo việc bổn phận. Tiếp theo ông biện chắc đang buôn cây, xẻ gỗ bỗng bị chìm ghe trong chuyến buôn gỗ to làm lỗ lã cả 100.000 đồng. Ông biện chắc vẫn đều đặn đến nhà thờ và sướng kinh to trong các giờ kinh ở nhà thờ không bỏ buổi nào. Tiếp theo ông giáp Trần, đang làm giàu với ruộng lúa thần nông, bỗng dưng thất mùa do sâu bệnh và nước lũ kéo về quá nhanh. 28 công đất chỉ thu về chưa tới 100 dạ lúa, nhưng vẫn không thấy ông VAMG mặt ở nhà thờ. Tiếp theo ông biện hộ, vợ và các con làm dãy bái đang thịnh vượng bỗng thất mùa không rõ nguyên cớ, phải cầm cố đất để lấy tiền trả nợ. Tuy vậy vẫn đến nhà xứ đều đặn để lo việc chung. Và khi thử thách xong năm ông gồm có câu, biện, giáp do chính ông lực lượng lựa chọn tùy ý, không có lấy một ông vì hoạn nạn mà bỏ bê việc nhà Chúa, coi như tôi thắng đậm. Nhân dịp này tôi rất đỗi vui mừng khi thấy rõ đức tin của các ông câu, ông biện ông giáp thế nào, quả đúng là họ đạo tốt phúc. Có ban quý chức rất gương mẫu, dù sóng gió trong gia cảnh nhưng chẳng ông nào bỏ việc chung, việc nhà thờ nhà thánh, không ông nào bỏ bê việc bổn phận giáo dân tin tưởng trao phó. Sau đó rất lâu không thấy ông lực lượng đến xưng tội, tôi biết ông đã thua nên lánh mặt một thời gian cho quên đi. Tôi thầm cảm ơn Chúa và khấn xin Chúa thương nhìn lại, ban ơn lại cho các tôi tớ trung kiên của Chúa nhiều ơn lành trở lại. Quả thật sóng gió với năm ông đều dần dần tan, sự tốt lành bắt đầu trở lại cho từng ông. Tôi theo dõi rất kỹ mọi diễn biến và ghi nhận rất chi tiết để trình cho Đức Giám Mục. Tuy cơn thử thách cho năm ông gồm có câu, biện, đáp, không giống cơn thử thách xưa của ông Gióp, tức nhẹ hơn nhiều, nhưng các ông trong ban quý chức vẫn ung dung tự tại bày tỏ đức tin. An ủi và nhắc nhở nhau vượt qua cơn khốn khó, làm cho lòng tôi phấn khởi trước họ đạo của mình. Trên đường trở về họ đạo Cao Đằng, tôi miên man suy nghĩ chuyện cha Sở Luca kể, rồi cứ tự hỏi mình hoài, nếu trường hợp là mình có vững lòng như các ông câu, biện, giáp, ấy không? Tôi lại nhận ra, hình như đức tin của người Công giáo Việt Nam khá vững chắc. Nhớ lại tôi đã từng chứng kiến người Công giáo Việt Nam theo Chúa không phải vì tiền của. Gia cảnh nào hầu hết người Công giáo Việt Nam cũng đều một lòng theo Chúa chứ không dễ buông xuôi, chịu thua, khuất phục. Đó có lẽ nhờ ở công các cố Tây truyền một thứ đạo chất phác nhưng mạnh mẽ, còn nhờ ở người Công giáo Việt Nam từng trải qua những cơn sóng to gió lớn của các cơn bắt đạo kinh hoàng. Nhờ ở dòng giống người Việt Nam có khí chất kiêu hùng, nhờ ở ân đức ông bà tổ tiên di truyền huyết thống anh dũng lại cho cháu con, thì phải. Tôi còn nghĩ cha Sở Luca thắng đậm là do nhân đức, trí khôn ngoan và tài lãnh đạo của chính ngài khiến ngài lèo lái họ đạo đi trong con đường đức tin cách vững vàng. Chứ không phải gì khác mặc dù không phủ nhận đức tin quần chúng và có truyền thống của họ đạo này rất vững mạnh và sắc nét. Tôi nhớ cha xứ Astức Thánh Doan Vianney, Dinh Vianney, bổn mạng các cha sở xưa từng nói, nếu cha sở thánh thiện, giáo dân sẽ đạo đức, nếu cha sở đạo đức, giáo dân sẽ tốt lành, nếu cha sở tốt lành giáo dân sẽ nguội lạnh. Từ những suy nghĩ trên tôi rút được hai kết luận cho riêng mình.
Một là bây giờ cứ tối như cha Luca, tức sống với những gì mình có, đừng tìm danh vọng, của cải, tiện nghi, hưởng thụ hoặc lời khen. Hai là dù giàu hay nghèo, dù sướng hay khổ, không gì quan trọng bằng theo Chúa qua việc thực thi phúc âm. Chính ma quỷ còn đánh giá cao đức tin mạnh mẽ. Lạ một điều, ba lần trở về thăm lại cha sở Luca, tôi định kể cha nghe câu hỏi do một người lạ ở xứ đạo cao đẳng đặt ra cho tôi khiến tôi hoảng sợ. Câu hỏi này cứ luôn hiện ra lởn vởn trong đầu óc tôi, nhưng lần này lại một lần nữa tôi quên khuấy đi, dù vừa gặp cha tôi còn nhớ và quyết tâm hỏi. Nhất định lần sau ghi ra giấy để không thể nào quên hỏi. Lần thứ 6 về thăm cha sở Luca ở An Biên, tôi được cha kể tiếp chuyện ông lực lượng xưng tội. Ông ta chỉ trích và châm biếm việc tôn sùng phép thánh thể và việc đi lễ nhà thờ của chúng ta. Ông ấy bảo, tôi buồn cười, ông Chúa Giê-xu nói một đằng, các ông hiểu một nẻo. Tôi ngạc nhiên và tò mò muốn biết. Ông cứ cho thí dụ xem. Ông lực lượng đưa ra hai thí dụ. Về phép thánh thể, các ông lầm ẩn dụ với thực tế. Về đạo nhà thờ, các ông lầm giữa đức tin và sự yên trí. Tôi càng tò mò hơn nên chất vấn. Trước hết về phép thánh thể, ông nói xem thế nào là lầm lẫn giữa dụ ngôn với thực tế. Ông lực lượng chậm rãi nói. Ông Chúa Giê-xu bảo hãy ăn thịt ta và uống máu ta. Đó chỉ là kiểu nói ẩn dụ ám chỉ ăn thịt là sống lời Chúa. Uống máu là sống ý Chúa. Tôi nóng lòng hỏi. Còn đạo nhà thờ? Ông lực lượng chậm rãi trả lời. Đến nhà thờ cho nhiều mà không gắng thực hiện những gì lời Chúa phán dạy ở tại gia đình và ở ngoài xã hội. Tôi hỏi. Tôi chưa nhìn ra hậu quả. Ông lực lượng lim dim đôi mắt bảo. Hậu quả là các ông, thay vì thực hiện lời Chúa dạy thì chỉ lo rước mình Chúa cho nhiều khiến cho đời sống tín hữu không khá hơn, cứ ì ạch tại chỗ. Thay vì thực hiện lời Chúa dạy ở gia đình và ở khu xóm thì cứ đến nhà thờ cho thật nhiều khiến đạo công giáo gần như một thứ đạo nhà thờ, từ đó phát sinh nhiều nhầm lẫn tệ hại khác. Chúng ta không ngại khi nói ra những điều này với ông, vì một mình ông chẳng thể làm gì được để cải cách cả một giáo hội. Đâu có dễ dàng để ông ấy muốn nói gì thì nói. Tôi đáp lại. Giả dụ những lời ông nói là đúng thì ông nói ra để làm gì? Tôi không nghĩ ông kể để chơi, càng không để khoe khoang tự đắc xuông. Bởi vì các ông thâm độc đến nỗi loài người không ai theo kịp. Ông lực lượng vừa nói vừa nghiến răng nghe phát sợ. Chúng ta muốn báo cho các ông biết một tin buồn. Đó là nước chúng ta sắp trị đến chứ không phải nước Chúa trị đến. Theo chúng ta đi thì sẽ sướng tột bậc. Tôi đang đăm chiêu trước ý đồ của ông lực lượng. Ông lực lượng nói tiếp. Hiện trên thế giới số người theo chúng ta rất đông. Ông cứ suy nghĩ kỹ đi rồi trả lời cho chúng ta quyết định của ông. Tôi biết ông lực lượng sau khi tìm mọi cách để hạ gục tôi nhưng không được, nay cố tình khuynh đảo đức tin của tôi. Tôi bảo, ông không thể lôi kéo tôi đi theo ông được đâu. Vì tôi tự biết mình rốt nát, nên tôi cứ một mực bám sát giáo hội, không bao giờ tôi nghi ngờ hoặc rời xa giáo hội của tôi. Tôi bỗng nhớ ra, sao ông không nói điều này với các nhà thần học mà lại đi nói với tôi? Ông lực lượng đánh trống lãng rồi bắt qua chuyện khác. Cuối cùng ông lực lượng cũng rời tòa giải tội đi ra ngả tiền đình nhà thờ rồi mất hút. Trong lúc cha Luca kể, tôi bồn chồn từ nãy giờ, nhưng thấy cha Luca đang nói, không thể ngắt lời cha. Bỗng cha lặng im, tôi nghĩ đây là cơ hội tốt nên thưa. Thưa cha, con cũng bị một giáo dân họ đạo cao đẳng thường xuyên hỏi con. Đó là một người đàn ông trung niên, mỗi lần gặp mặt ông ấy, con có cảm giác ghê rợn vì khuôn mặt dẹp như trăng lưỡi liềm. Đôi mắt rất sâu và có vẻ nguy hiểm, giọng nói khẽ khàng như hơi thở, thầy có muốn theo tôi không? Theo tôi sẽ được thăng quan tiến chức như thầy muốn, lại danh giá tràn ngập. Thấy cha sở chăm chú lắng nghe, tôi thật thà chút hết. Người đàn ông ấy cứ hỏi con 5 lần 7 lượt chỉ một câu hỏi và lời hứa như thế khi gặp nhau trong những bữa tiệc ở nhà giáo dân. Cha sở dạy tôi, khi nào gặp và nghe ông ta nói nữa thì thầy hỏi ngay, anh là ai, ở đâu và làm nghề gì? Phía sau anh còn có ai nữa? Nhất là thầy hỏi, đi theo anh bằng cách nào và cần phải làm những gì? Cha sở Luca khuyên tôi lúc nào cũng phải thật bình tĩnh, đừng quyết định điều gì khi chưa được ý kiến của một trong hai cha sở, An Biên và Cao Đằng. Cha nhắc đi nhắc lại câu này. Con cần phải luôn tin tưởng điều này, chúng ta lúc nào cũng cần phải đi trong đường lối của giáo hội, nơi duy nhất để chúng ta được an toàn trước bất kỳ loại nguy cơ nào. Sau đó vài tuần, một số tân Kitô hữu ở Cao Đằng hùn nhau mở tiệc ăn mừng được nhận bí tích rửa tội và trở thành người công giáo. Tôi đến dự và khi tiệc gần tàn, tôi lại gặp người đàn ông mặt dẹp. Ông ta cũng hỏi tôi cùng một câu hỏi như những lần trước. Tôi nhắc lại từng câu cha sở Luca dạy tôi. Xin lỗi cho tôi hỏi anh là ai? Anh ta đáp. Tôi là giáo dân họ đạo này.
Tôi hỏi tiếp, anh ở đâu và làm nghề gì? Anh ta tránh né thấy rõ. Tôi ở trong họ đạo này và làm nghề tay chân. Tôi hỏi tiếp, phía sau anh còn có ai nữa không? Anh ta trả lời ngay, phía sau tôi là rất, rất đông. Tôi hỏi câu dứt điểm, anh bảo đi theo anh, nhưng đi theo anh bằng cách nào và cần phải làm những gì? Anh ta đáp không do dự, theo tôi bằng ý muốn và không cần phải làm gì. Thầy cứ sống như đang sống, làm mọi việc như đang làm, nhưng thỉnh thoảng tôi ra chỉ thị cho thầy phải làm gì. Dục hoãn cầu mưu, tôi trả lời, để tôi trình lại và xin phép cha sở vì tôi thuộc quyền ngài. Ông ta nhún vai rồi vài giây sau thì gật đầu. Vài tuần sau trở lại thăm cha sở Luca, tôi kể lại cho cha nghe từng chi tiết. Cha không tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn chăm chú lắng nghe. Khi tôi kể xong, cha Luca bảo, tôi nghi người đàn ông ấy thuộc hội Tam Điểm. Cha sở nói tiếp, tốt nhất, chúng ta phải bám sát giáo hội, chớ bao giờ rời xa, vì chúng ta nhỏ bé và chân thật, không ai che chở cho chúng ta nếu chúng ta bước đi ngoài con đường của giáo hội. Mỗi lần thấy nguy nan, bối rối, chao đảo, con hãy cầu cùng Chúa Thánh Thần và quyết không xa rời giáo hội. Một hôm đang ngồi trên bàn giấy kê trong phòng nhỏ của tôi trên lầu. Bàn giấy kê sát cửa sổ để tôi ngồi quay lưng ra cửa phòng, nhưng lại tiện nhìn xuống toàn bộ khoảng sân rộng trước nhà thờ và nhà xứ, dễ nhìn thấy kẻ lui người tới. Đang viết lách, bỗng tôi có cảm giác có người đứng sau lưng. Quay lại tôi muốn đứng tim khi nhận ra người đàn ông mặt dẹp đứng sau lưng tôi tự bao giờ. Tôi giật mình và hoảng hồn. Người đàn ông không tỏ vẻ gì là hối tiếc vì đã làm tôi hốt hoảng, nhưng tự tiện không cần mời, ông ngồi ngay xuống mép chiếc giường ngủ của tôi. Ông hỏi, làm gì mà giật mình dữ vậy ông thầy? Có ai làm gì đâu. Tôi chống chế. Người đàn ông nói, thầy đã suy nghĩ kỹ lời tôi nói chưa? Tôi đáp, tôi, thân đi tu, phải vâng lời bề trên tức cha sở cao đẳng đây. Muốn làm gì cũng phải có phép của cha sở. Nếu tôi tự tiện quyết định, tôi sẽ mắc lỗi. Người đàn ông nói, chuyện đời mình phải do mình quyết định chứ giao cho người khác sao được. Nói thật với thầy, không phải ai tôi cũng mời, vì nếu thầy chấp nhận lời mời của tôi, lập tức sẽ mở ra cho thầy một chân trời tương lai sáng rực hạnh phúc và quyền lực. Nhưng thầy đã nói với cha sở chưa? Tôi trả lời, chưa. Ông mặt dẹp cười nửa miệng nói, vậy mà tôi biết thầy nói rồi đấy. Tôi hơi chột dạ, lòng nghĩ đến cha sở Luca ở An Biên, nhưng tôi cũng bình tĩnh nói, nếu anh biết rồi thì hỏi để làm chi? Người đàn ông nói với hàm răng cắn lại đến khít dịt nghe rõ giọng vừa hứa vừa đe. Tôi muốn cho thầy biết một khi tôi chấm điểm thầy, thì tôi biết hết tất cả. Thầy không giấu tôi chuyện gì được đâu. Thầy cứ kể hết chuyện hôm nay tôi đến. Với linh mục Luca đi. Không, hề gì. Người đàn ông nói xong thì đứng lên bắt tay tôi, hẹn gặp nhau lần sau. Ông ta đi về, xuống cầu thang rồi biến mất không hề có một động tĩnh gì giống như lúc đến. Phải một lúc sau tôi mới hoàn hồn. Càng bình tĩnh càng nghĩ ra thì lại càng thấy lạ vì hành tung của người đàn ông này. Nếu người bình thường đi vào nhà xứ phải qua sân nhà thờ hẳn tôi đã thấy. Rồi muốn vô nhà xứ phải có một trận sủa rầm rộ đến đinh tai nhức óc của bầy gồm 8 con chó khỏe mạnh. Càng không thể nào không bị nhà bếp tra hỏi khi cửa trước luôn đóng kín, buộc phải đi vòng ra phía sau nhà bếp. Lúc ấy hẳn rằng nhà bếp đâu đã làm thinh cho người lạ đi lên cầu thang dễ dàng. Nhưng không, ông ta không lướt qua sân nhà thờ, sau đó làm cho lũ chó lặng im, tàng hình để nhà bếp không thấy gì cả. Rồi ông ta phải nhẹ nhàng lắm mới đứng sau lưng tôi lúc nào tôi không hay biết. Vừa nghĩ lại đến đó tôi chợt rùng mình, gai ốc nổi lên khắp cả vì sợ. Rồi tôi thấy lạnh cả xương sống khi nghĩ người đàn ông này có liên quan tới ông lực lượng.